Chương 2480, chương ngõ hẹp gặp nhau. Hồng đạo tử tại động phủ bị không khí ngược một hồi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khoan hãy nói, cái lựa chọn này rất sáng suốt, bởi vì khi hắn chân trước rời đi động phủ, nội bộ ngưng tụ năng lượng thì tiêu tán. Bởi vậy có thể thấy được, trong động phủ tồn tại một loại nào đó hạn chế, chỉ cần có người tiến vào mới có thể bị kích phát, người đi về sau liền sẽ dừng lại. Nhưng mà, để Hồng đạo tử không nghĩ tới là, vừa mới trốn vào thông đạo thoát ly bị ngược tình trạng, lại cùng lúc trước gặp người trẻ tuổi tới một cái mặt đối mặt. Là ngươi, hồng đạo tử ngừng chân, kinh ngạc nói. Vân Phi dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, khóe miệng dơ lên mỉm cười nói, không sai, là ta. Hắn vốn muốn nói, ngoài ý muốn a à đây, ngươi không bị thương tổn. Hồng đạo tử trên mặt kinh ngạc càng dày đặc, hắn rõ ràng nhớ kỹ, kẻ này rõ ràng bị huyết tổ đánh thành trọng thương, tại sao nhìn qua không có việc gì, ngược lại thấu phát khí tức so lúc trước còn mạnh hơn đâu không có việc gì là bởi vì dựa vào tạo hóa giới trị liệu thương. Khí tức so lúc trước mạnh hơn là bởi vì tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt thu lấy không ít đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương trên mặt ý cười thu hồi, sát khí lộ ra ngoài. Xoát, hỗn nguyên càn khôn kiếm chém xuống, kiếm mang lấp lóe. Bên trong đường hầm không gian vốn là nhỏ, đột nhiên chảm ra kiếm khí, khiến cho hồng đạo tử không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngưng tụ đạo giới đến hình thành phòng ngự đón đỡ. Oanh, kiếm khí tinh chuẩn vô cùng chạm tại đạo giới bên trên, chấn động đến thông đạo phảng phất đột nhiên run rẩy một chút. Hồng đạo tử dù sao cũng là tư cách trưởng bối nửa bước đại đạo huyền tiên, tuy nhiên vội vàng phía dưới bố trí đạo giới, nhưng vẫn là chống được kiếm khí. Chỉ là, sắc mặt hơi khó coi, kẻ này thực lực, hắn dám chống đỡ lung lay sắp đổ đạo giới, âm thầm cả kinh nói, là sao so lúc trước mạnh rất nhiều. Nếu như khá lâu không thấy, Vân Phi Dương thực lực đề bạt, Hồng Đạo Tử còn có thể tiếp nhận, nhưng theo tách ra cho tới bây giờ, mới chưa đến mấy canh giờ. Coi như tư chất vô cùng nghịch thiên, cũng không có khả năng mất một lúc, tu vi liền có rất lớn trình độ để bạt đi. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm, ngưng tụ cường thế kiếm ý chảm xuống tới, đồng thời mang theo tam thiên hỏa diễm cùng trí cường đạo ý. Đệ nhất kiếm không có phá vỡ, không có việc gì, còn có kiếm thứ hai, lão tử cũng không tin, người còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đối mặt Vân Phi Dương khí thế hung hung một kiếm, hồng đạo tử lòng sinh không ổn. Lúc này, hắn còn có lựa chọn, cái kia chính là chia thoái phía sau, rút về động phủ, từ đó né tránh kiếm khí oanh kích. Nhưng nghĩ tới bên trong có không nhìn thấy tồn tại, hồng đạo tử vẫn là lựa chọn mang đạo ý bạo phát, đến ra chỉ vốn là lung lay sắp đổ đạo giới. Oanh, cuối cùng, mang theo tam thiên hỏa diễm kiếm khí bá đạo đánh vào đạo giới bên trên. Vù vù, hỏa diễm phun trào, kiếm khí tung hoành, toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị hai loại khí tức nuốt chửng lấy két đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến chỉ thấy hồng đạo tử đau khổ trèo chống đạo giới xuất hiện một tia vết rách cũng sau đó bắt đầu điên cuồng lan tràn giống như mạng nhện một dạng âm ầm, cuối cùng đạo giới vỡ nát hư vô đăng 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 hồng đạo tử thân hình lui nhanh sắc mặt dị thường khó coi có thể thấy được tiếp nhận kiếm thứ hai oanh kích cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn vân phi dương không có chút nào ngừng dẫm lên độ vân bộ vào tới cũng hai tay cầm kiếm vẫn nổ quát chết. Vù vù, nóng rực tam thiên hỏa diễm lần nữa phun trào, mang theo cường thế đạo ý, trực tiếp chém về phía rút lui hồng đạo tử. Một kiếm này tuyệt đối phải mệnh, hồng đạo tử trong thời gian ngắn coi như có thể ngưng tụ ra đạo giới, cũng tuyệt khó chống lại xuống tới. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, hồng đạo tử muốn đều không suy nghĩ, mượn lui lại tốc độ, quay người hướng động phủ bay qua. Tuy nhiên không muốn trở về, không nghĩ tới lại đi mặt đối không khí, nhưng giờ này khác này chỉ có thể làm như thế, nếu không, ngạnh kháng kiếm khí hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vân Đại Tiện Thần có thể đem Hồng Đạo Tử bước đến chật vật như thế phân thượng, cũng coi như phi thường cường thế. Cường thế, không chỉ như thế, Vân Phi Dương bây giờ nghĩ, cũng là đem cái này lật lọng ra hỏa cho làm thịt. Xoát, hắn thi triển đại tốc độ thuật, cầm kiếm tiến lên. Trong quá trình, liên tiếp chém ra vài kiếm, hình thành lạnh lùng rảo sát chi thế. Hồng Đạo Tử tuy nhiên né tránh vừa rồi một kiếm, nhưng khi tiến vào động phủ về sau, xem đến phần sau truy thân thể mà đến kiếm khí, trong lúc vội vàng triệu hồi ra chính mình phòng ngự trí bảo. Đó là cùng loại gương đồng một dạng bảo vật, theo quanh thân phát ra cẩn trọng khí thức đến xem, phẩm chất cũng không thấp. Linh huyễn thần kính, một loại cổ lão phòng ngự trí bảo, vừa rồi không có vứt ra, cũng là bởi vì bị giới hạn hang ngầm đạo không gian hạn chế. Bây giờ tại chống trải động phủ, nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt, tại phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo cùng loại lưu quang kết giới phá cho ta vân phi dương quát lớn oanh nổ bắn ra mà đến bên trong một đạo kiếm khí đầu tiên đánh vào lưu quang kết giới bên trên cũng trực tiếp đem đánh nát oanh 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 theo sát phía sau càng nhiều hỏa diễm kiếm khí xông lại lấy quét ngang chi thế đem lưu quang kết giới đánh nát linh huyễn thần cảnh mặc dù là cổ lão phòng ngự trí bảo nhưng đối mặt vân phi dương cường thế kiếm khí vẫn khó có thể đi chống lại bất quá nhưng cũng cho hồng đạo tử tranh thủ thở dốc thời gian có thể ổn định thân thể tại thông đạo giao thủ ngắn ngủi hắn cảm nhận được áp lực thật lớn loại áp lực này cho dù là lúc trước đối mặt huyết tổ đều không từng xuất hiện vù vù vân phi dương dơ kiếm mà đến lần nữa bộc phát ra cường thế kiếm ý hiển nhiên không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội thật sự cho rằng lão hủ sợ ngươi sao hồng đạo tử phẫn nộ hét lớn quanh thân bộc phát ra cường thế pháp tắc chi lực hóa thành lao nhanh sóng biển, đón lấy đánh tới kiếm khí. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng dưng ngưng tụ ra khí lãng, thấu phát lạnh lùng chịu uy oanh tới. Rất hiển nhiên, tại Vân Phi Dương cùng Hồng Đạo Tử tiến vào động phủ về sau, lần nữa kích phát cái kia vô ảnh vô tung tồn tại. Không tốt, Hồng Đạo Tử sắc mặt đại biến, phía trước có kiếm khí công tới, đằng sau có khí lưu đánh lén, cái này khiến hắn nhất thời hai mặt thụ địch. Oanh, đúng vào lúc này, không gì không phá kiếm khí, trực tiếp cùng hắn ngưng tụ sóng biển năng lượng chạm vào nhau, nhất thời chạm phân mảnh. Hồng đạo tử bên trong thân thể khí huyết nhất thời quay cuồng lên, mà hắn chỉ có thể cưỡng chế, bởi vì muốn đi ứng đối đằng sau đánh tới khí lãng. Vù vù, cường thế pháp tắc chi lực tại quanh người hắn hiện lên, hóa thành nhất tôn cẩn trọng uy nghiêm pháp tướng, tiếp theo huy động song trưởng đè tới. Âm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cường thế năng lượng ba động trong động phủ dập dờn. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ, không nghĩ tới, lão gia hỏa này còn có cường đại như thế át chủ bài. Xoát, khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm lắc một cái, trong nháy mắt ngưng tụ vô số kiếm khí. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương lạnh giọng quát, vừa mới hình thành kiếm khí cấp tốc dựa vào, hóa thành cự kiếm hung hăng chém xuống. Vù vù, vừa phá mất khí lưu cẩn trọng pháp tướng, đột nhiên quay người, lần nữa giơ song trưởng đè tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lần lượt xuất thủ, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, đến cùng đến cỡ nào rất nhanh. Nói tóm lại, dưới loại tình huống này, vô luận Vân Phi Dương vẫn là hồng đạo tử, đều làm thật. Chỉ là, thân thể trong động phủ, vẫn tồn tại biến cố. Cái kia chính là, ẩn tại lực lượng vô hình, nó thừa dịp hai người công kích trong nháy mắt, lần nữa hội tụ cường thế khí thức tập tới. Đáng giận, trong động phủ, truyền đến hồng đạo tử thanh âm phẫn nộ, là sao lại đánh lén ta, không đánh lén hắn. Trường 2481 chưa ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hồng đạo tử thật muốn thổ huyết, bởi vì lần nữa tiến vào động phủ kích phát nội bộ tồn tại về sau, liên tiếp hai lần đều đánh lén mình. Trái lại Vân Phi Dương, theo tiến đến liền không có bị chiếu cố qua, nếu là phát động tính chất tồn tại, lẽ ra không nên phân người đến, hắn vì cái gì không có việc gì, khí lưu một mực đang nhắm vào mình. Hồng đạo tử rất phiền muộn, lúc này cũng không có thời gian đi phiền muộn, bởi vì lại phải đối mặt hai mặt thụ địch. Vù vù cự kiếm trước một bước xuống tới. Hồng đạo tử chỉ có thể kiên trì, thao túng pháp tướng tiếp tục nghênh đón. Hắn ngưng tụ pháp tướng là thần thông, tên là đại pháp tướng thuật. Tuy nhiên tại bài danh phía trên không sánh bằng huyết tổ đại triệu hoán thuật, nhưng tu luyện vô số năm, đã sớm đạt tới đạt đến nhập hóa cảnh. Bây giờ chính diện đón lấy vân phi dương cự kiếm, theo khí thế đến xem, hoàn toàn không kém gì hạ phong. Âm ầm cuối cùng, kiếm ý cùng song trưởng chạm vào nhau, cường thế cự kiếm chỗ bạo phát lực lượng, mang theo không gì không phá chi lực pháp tướng khó có thể chống lại, song trưởng nhất thời bị chém vỡ. khí thế trung quy là khí thế, chân chính quyết phân thắng thua lớn nhất nhân tố vẫn là nhìn chân chính lực lượng. lần này vân phi dương cùng hồng đạo tử chính diện chống lại, đem hắn thần thông chém dụng hai tay đủ để chứng minh tại trên thực lực lấy tới áp chế. nói đùa năm khối đạo hóa lệch sao lại không phải trắng trắng hấp thu? a, wow, hồng đạo tử gặp đánh sấp, phun ra một ngụm máu tới ngưng tụ pháp tướng thần thông cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở, bị Vân Phi Dương chém rụng hai tay, cũng chờ cùng cảnh ngộ. Đây là tu vi mạnh, đổi lại người khác, sợ là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Âm âm, đúng vào lúc này, đằng sau đột kích khí lãng hung hăng đánh vào hồng đạo tử trên thân, hắn má phải nhất thời lõm, phảng phất lại bị đạp một chân. Bành, hồng đạo tử bạo bay ra ngoài, đụng tại thạch bích bên trên, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch thụ trọng thương đợi đến rơi trên mặt đất, chính là liên tục thổ huyết. Khí lãng mang theo lực lượng cũng không yếu tại Vân Phi Dương, hắn pháp tướng đầu tiên là bị chảm, lại bị oanh một chút, tình huống khẳng định không ổn. Lật lọng lão cầu, Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến, quát lạnh nói chết đi. Muốn đến bây giờ nói tốt liên thủ với chính mình, kết quả lại là lập tức thay đổi, cái này khiến hắn nhất thời dâng lên nổi giận trong bụng. Vù vù, tam thiên hỏa diễm bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm, lấp lóe tia sáng chói mắt thân chịu trọng thương hồng đạo tử, trong mắt co lại nhanh chóng, trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Từ khi bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, loại này bản thân ở đây tử vong cảm giác, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Muốn chết, không, 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 hồng đạo tử muốn rách cả mí mắt, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường dữ tợn. Bất luận kẻ nào đều có dục vọng cầu sinh, thân là nửa bước đại đạo huyền tiên hắn, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chỉ là, mạnh hơn dục vọng cầu sinh, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết cũng căn bản bất lực trừ phi lúc này hồng đạo tử nắm giữ huyết tổ như vậy bỏ chạy thần thông đáng tiếc hắn không có huống chi vân phi dương lo lắng đối phương vận dụng bí pháp chạy trốn tại huy kiếm chảm đến thời điểm đạo ý tràn ngập ra sớm đem chọn cái động phủ đều cho phong ấn lấy tên này đạo ý cường độ hình thành phong ấn nhưng là là phi thường cường hãn hồng đạo tử lúc trước lo lắng huyết tổ chạy trốn lấy đồng dạng phương pháp phong tỏa không gian bây giờ sự việc tái diễn chính mình lại biến thành bi kịch một phương vù vù mang theo tam thiên hỏa diếm kiếm khí âm vang mà xuống khoảng cách hồng đạo tử càng ngày càng gần nhưng mà mắt thấy liền muốn mệnh bên trong thời điểm trong động phủ lần nữa ngưng tụ cường thế khí lưu mục tiêu công kích không phải hồng đạo tử mà chính là áp xuống tới kiếm khí âm âm trong động phủ truyền đến bạo hưởng từng làn sóng năng lượng ba động tràn vào thông đạo phảng phất điên cuồng gào thét long thú tiếp cận sự uy nhược hóa hết thảy về yên tĩnh. thủ trọng thương hồng đạo tử vẫn ngã trên mặt đất, quanh thân tuy nhiên bị khuếch tán kiếm khí lộng hành quấy rối máu thịt be bét, nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Vừa rồi Vân Phi Dương chém tới một kiếm, tuyệt đối có thể đem chém giết, nhưng không biết sao thời khắc mấu chốt, bỗng dưng ngưng tụ khí lưu vào tới, triệt tiêu đại bộ phận kiếm ý. Ta, ta còn sống, ta còn sống, hồng đạo tử tại ngắn ngủi ngây người về sau, trống giống hai con ngươi dần dần khôi phục lộng lẫy, trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Lại nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã lui lại mấy chục bước, cầm kiếm tay phải truyền đến từng đợt chết lặng cảm giác, có thể thấy được đánh tới khí lưu lực lượng cũng rất mạnh. Vù vù, trong không khí lần nữa ngưng tụ năng lượng, lấy cực nhanh tốc độ công tới. Đáng giận, Vân Phi Dương không thể không tạm thời từ bỏ mặt sát hồng đạo tử, giơ lên hỗn nguyên cản khôn kiếm đón lấy đánh tới khí lưu. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, cả hai tại động phủ kịch chiến lên. Cơ hội tốt, nhìn thấy tiểu tử kia và khí lưu giao thủ với nhau, Hồng đạo tử trước nuốt một viên thuốc, sau đó cưỡng ép đè ép thương thế, đứng dậy hướng thông đạo bước đi. Một cử động kia tự nhiên khó thoát phân phi dương tai mắt. Nhưng là hắn tự nhiên muốn chia tay công kích, nhưng thủy trung bị khí lưu hạn chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dung nhập thông đạo chuồn đi. Đáng giận a, à, vân phi dương phẫn nộ không thôi, lập tức liền muốn đem thay đổi thất thường ra hỏa giết chết, lại bị ngăn cản, đây tuyệt đối khó chịu. Khó chịu, làm sao bây giờ? Khẳng định phải phát tiết, tìm ai phát tiết? đó còn cần phải nói tự nhiên là tìm quấn lấy chính mình khí lưu để phát tiết vù vù giận dữ phía dưới vân phi dương quanh thân hiện lên cường thế pháp tắc chi lực cùng kiếm ý trong nháy mắt rót vào hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong cùng không ngừng ngưng tụ khí lưu chém giết nếu như nói lúc trước trọng thương hồng đạo tử có chút thắng mà không võ như vậy hiện tại cùng vô ảnh vô tung tồn tại ác đấu liền là chân chính công bình chi chiến oanh oanh cả hai tại không gian bên trong điên cuồng giao thủ điên cuồng đập vào cường thế năng lượng dựa uy từng cơn sóng liên tiếp. Theo cục diện đến xem, Vân Phi Dương tuy nhiên khó có thể tìm được mục tiêu, chỉ có thể cùng không khí chiến đấu, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, không nhìn thấy đối thủ, Trung Quy rất bất đắc dĩ. Không phải sao, chống lại một lát về sau, Khía cạnh thình lình ngưng tụ khí lưu, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh lén mà đến. Vân Đại tiện thần vội vàng không kịp chuẩn bị, má phải nhất thời lõm, bị hung hăng đạp một chân. Bành, thân thể bạo bay, trực tiếp giả vờ tại thạch bích bên trên. Lẽ ra, bị đá ở trên mặt, chính là vô cùng nhục nhã, nhưng Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, khóe miệng lại dơ lên mỉm cười. Vù vù, khí lưu lần nữa ngưng tụ, xoát, Vân Phi Dương cất bước mà ra, giờ kiếm đánh tới phương vị cũng không phải là khí lưu, ngược lại là một phương hướng khác. Chẳng lẽ bị một chân đạp choáng? Không, hắn cũng không có choáng, mà là tại khí lưu ngưng tụ trong nháy mắt, bắt được một cái phương vị có yếu ớt đạo ý hiện ra như thế rất nhỏ quan sát, hồng đạo tử không thể nào làm được, bởi vì hắn cũng không có nghịch thiên quyết, đạo hóa kinh thần kỳ như vậy tâm pháp. Oanh, Vân Phi dương một kiếm chạm trong không khí, phảng phất oanh tại trên thân thể, nhất thời truyền đến nặng nề trầm đục. Hưu, một đạo uyển chuyển bóng người theo trong không khí bay ra ngoài, lão đảo lui nhanh hơn 10 trượng cho đến thối lui đến trước vách đá mới lấy ổn định thân thể. Đó là một nữ nhân, tóc xanh như suối vải tản mát, nắm giữ tinh xảo khuôn mặt cùng hoàn mỹ ngũ quan, chỉ là tay phải khoác lên trên cánh tay trái, phảng phất thụ thương. Ngọa tào, Vân Phi Dương cả kinh nói, là nữ nhân, thần bí nữ tử trong đôi mắt đẹp có khó có thể tin, nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta. chương 2482, 7, trường nữ nhân, người chết, nguyên lai like theo trong không khí hiện thân nữ nhân, chính là vô ảnh vô tung tồn tại, chính là ngưng tụ khí lưu có kẻ gánh chịu. Nhưng mà, bị một kiếm oanh hiện hình về sau, nàng lại ngạc nhiên không thôi chính mình ẩn nấp phi thường tốt đừng nói nửa bước coi như đại đạo huyền tiên cũng chưa chắc có thể nhìn trộm trước mắt nam nhân là như thế nào phát hiện mình vân phi dương lạnh lùng nói tới để cho ta ở trên mặt đạp một chân liền nói cho ngươi làm sao phát hiện gặp mỹ nữ luôn luôn run chân hắn ngày hôm nay biểu hiện rất kiên cường nói nhảm mặt bị đá làm sao nhịn dù là đối phương là quốc sắc thiên hương xinh đẹp như hoa nữ nhân khẳng định cũng không được nên run chân run chân nên kiên cường kiên cường đây chính là chúng ta Vân Phi Dương, đây chính là chúng ta Vân Đại Tiện Thần. Đương nhiên, hắn lại nói, nếu như ngươi không vui lời nói, tới hôn ta một cái cũng được. Tốt a, à, phía trên lời nói, tiện thể không nói. Thần bí nữ tử nổi giận nói, nguyên lai like ngươi cùng lão đầu kia một dạng, là một cái đồ vô sỉ. Hồng đạo tử vì cái gì tại lần thứ hai tiến vào động phủ về sau, hội trước bị nàng trọng điểm chiếu cố. Hết thầy bắt nguồn từ nhân phẩm cùng vấn đề tác phong. Vân Phi Dương ba người bọn họ tại khác một cái động phủ hành động, thần bí nữ tử làm người đứng xem đã sớm thấy rõ, cũng như ký hồng đạo tử lật lọng, bị ổi vô sỉ hành vi. Cho nên khi hắn xông qua từng cái động phủ tới nơi này, liền bị hung hăng chiếu cố một phen. Còn về là sao cứu hồng đạo tử, cũng là bởi vì như thế bị ổi đồ vô sỉ, phải từ chính mình tự mình tự tay mình giết, không thể để cho người khác nhúng tay. Nếu như Vân Phi Dương biết là như thế một nguyên nhân, khẳng định sẽ thổ huyết. Dù sao, tên kia nàng cũng không giết chết, ngược lại ngăn đón chính mình, để trơ mắt chạy đi. Ai, chỉ có thể nói, hồng đạo tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Cô nương, Vân Phi Dương nói, ta Vân Phi Dương cần phải so tên kia quang minh lỗi lạc nhiều, không tin lời nói, người bây giờ hôn ta một cái, người nào nếu không đem phát hiện người nguyên nhân nói ra, người đó là tiểu cầu. Như thế không biết xấu hổ lời nói, nói như thế rất thẳng thắn, chỉ có Vân Đại Tiện Thần có thể làm được. Thần bí nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe sát ý, âm thanh lạnh lùng nói bản cô nương ngày hôm nay liền giết người cái này dâm tặc khi nói chuyện ngọc vung tay lên vù vù đặc thù khí lưu năng lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ nếu như tránh trong không khí dạng này ngưng tụ thuộc tính nhìn qua tự nhiên quỷ dị nhưng hiện thân về sau hiện ra liền không có đáng sợ như vậy vân phi dương cũng là một mặt lạnh nhạt cười nói cô nương nếu như ngươi núp trong bóng tối ta sẽ còn kiêng kỵ hiện tại tất cả mọi người ở ngoài sáng sợ là khó có thể làm khó dễ được ta a à. bớt nói nhảm thần bí nữ tử cất bước mà lên trong tay ngưng tụ khí lưu trong nháy mắt xoay tròn mà đến mang theo lực lượng cũng là cực kỳ cường thế đừng nhìn nàng này tuổi còn trẻ nhưng cũng là hàng thật giá thật nửa bước đại đạo huyền tiên vân phi dương không dám thất lễ trong tay hỗn nguyên cản khôn kiếm đột nhiên đâm ra trực đảo hoàng long bành khí lưu bị kiếm khí đảo loạn cả hai vỡ nát hư vô xoát thần bí nữ tử một cái tay khác giơ lên lần nữa ngưng tụ khí lưu theo khía cạnh công tới nếu như ẩn thân trong không khí nàng chiêu này tuyệt đối để vân phi dương khó lòng phòng bị nhưng không biết sao chỗ ở ngoài sáng lại có thể sớm bắt được oanh hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên theo khía cạnh đánh tới khí lưu bị tùy tiện phá mất vân phi dương cười nói cô nương thực lực ngươi mặc dù không sai nhưng so với ta lên còn kém chút vẫn là nhanh đầu hàng đi đây là lời nói thật thần bí nữ tử tu vi thậm chí ngay cả hồng đạo tử cũng không bằng lúc trước sở dĩ có thể liên tục đạp hắn mấy chân còn không phải chiếm cứ che giấu trong không khí ưu thế hiện tại tốt theo chỗ tối bị bước đi ra mất đi tốt nhất ẩn nấp đối mặt phân phi dương coi như có thể chống lại nhất thời sớm muộn cũng sẽ bị áp chế ta phụng mệnh thủ hộ chủ nhân mộ địa sao lại đầu hàng ngươi cái này trộm mộ thần bí nữ tử âm thanh lạnh lùng nói vân phi dương kinh ngạc nói ngươi là người thủ mộ mục oanh từng nói qua tòa này mộ tồn tại thật lâu nếu như nàng là người thủ mộ Số tuổi khẳng định lớn hơn mình rất nhiều. "Không đúng." Vân Phi Dương nói, "Người thủ mộ là từ người bồi táng đảm nhiệm, như thế nào là người sống đâu?" Soát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiên niệm phóng thích, rất phát hiện, đứng ở phía trước cái này quốc sắc thiên hương mỹ nữ, thế mà là không có không có hô hấp. Tại tối tăm trong mộ địa, một cái mỹ nữ không có hô hấp, đây là cỡ nào dùng mình sự việc? Dù là trải qua mưa to gió lớn vân đại tiện thần, tại ý thức đến đối phương không có cái gì hô hấp về sau, cũng là khó có thể tự kiềm chế cả kinh nói người ngươi là người chết không sai ta là người chết thần bí nữ tử thản nhiên nói đôi mắt đẹp hiện lên một chút hàm đạm nhưng rất tốt che giấu đi trở nên như lúc trước như vậy băng lãnh như vậy không có cảm tình chật chật vân phi dương tỉnh táo lại nói cô nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nếu không có không có hơi thở ta thực khó tin tưởng lại là người chết vù vù thần bí nữ tử hai tay vung lên lần nữa ngưng tụ ra khí lưu tới nàng là mộ địa người bồi táng, cũng là người thủ mộ. Cho nên chính mình trước trách cũng là thủ hộ mộ chủ, không bị ngoại nhân quấy dày. Vân Phi Dương nói, cô nương có thể phóng thích bên trong thân thể năng lượng bị ta lấy kiếm khí oanh kích, lại cảm nhận được thống khổ, chắc hẳn có linh hồn lưu giữ tại thể nội đi. Xoát, thần bí nữ tử không nói, mang theo cường thế khí lưu oanh tới. Vân Phi Dương chỉ có thể cầm kiếm bị động đem phá giải, cấp tốc lui lại mấy chục bước, nói cô nương thân thể hoàn hảo, lại có linh hồn lưu giữ tại thể nội, chẳng lẽ không muốn phục sinh sao? thần bí nữ tử vốn muốn tiếp tục công kích, nhưng nghe đến hắn nói, bản năng đột nhiên ngừng bước. phục sinh, nói lời trong lòng, nàng muốn, nhưng biết mình đã chết thật lâu, há có thể trọng sinh lại đến? thấy đối phương dừng lại, vân phi dương vội vàng nói, cô nương, hẳn nghe nói qua có khởi tử hồi sinh công hiệu sinh mệnh chi quả a? nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên thực lực thần bí nữ tử, tự nhiên nghe nói qua sinh mệnh chi quả. người có, nàng thản nhiên nói. Cái này đơn giản là theo đối phương lên tiếng, nhưng mà, Vân Phi Dương lại rộng lượng thẳng thắn nói, không sai, Vân mỗ nơi này vừa vặn có mấy khỏa. Mấy khỏa, khẳng định không chỉ một cái, thần bí nữ tử cười lạnh nói, sinh mệnh chi quả chính là đoạt thiên địa tạo hóa trí bảo, dù là năm đó chủ nhân cũng chỉ tìm tới một khỏa, người lại có thể tìm tới mấy khỏa. Xoát, xoát, Vân Phi Dương không có nói nhảm, đem năm viên sinh mệnh chi quả gọi ra đến, cười nói cô nương, hiện tại tin sao? cảm thụ được thấu phát cường thế sinh mệnh khí tức quả thực thần bí nữ tử thần sắc mốc trệ cũng thất kinh nói trái cây này cùng năm đó chủ thượng đạt được trái cây sinh mệnh vô luận khí tức vẫn là hình thái đều giống như đúc chẳng lẽ không sai là thật sinh mệnh chi quả vân phi dương nghiêm túc nói cô nương giữ gìn mộ địa thật là trí tình trí nghĩa hôm nay vân mỗ nguyện ý tặng cho sinh mệnh chi quả để cô nương lại xuất hiện ngày xưa tuyệt đại phương hoa thần bí nữ tử nghi ngờ nói thật chứ thật là vân phi dương chân thành nói thần bí nữ tử tâm động, nhưng dù sao cũng là nửa bước cường giả, cho nên nói, nói ra ngươi điều kiện. Cô nương là người thông minh, Vân Phi Dương cười cười, nói ta điều kiện rất đơn giản, người phục sinh sau phải hiệu trung ta. chương 2483, chương có hay không thành ý phục sinh A. Vân Đại Tiện Thần những năm gần đây vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy mỹ nữ, sẽ không ồn ào nháo muốn đem thu vì chính mình nữ nhân. Tỷ như biết rõ Yến Sơn tuyết đối với mình cố ý, chỉ là theo nàng tại vũ trụ du ngoạn một đoạn thời gian, cũng không có phóng ra thực chất tính một bước. Cho nên dù là thần bí nữ tử tướng mạo không có thể bắt bẻ, Vân Phi Dương cũng không có ý nghĩ khác. Nguyện ý cầm ra sinh mệnh chi quả để cho nàng phục sinh, hoàn toàn xem ở đối phương tu vi không sai, nếu như có thể hiệu chung chính mình, không thể nghi ngờ là cường lực trợ thủ duyên cớ. Tinh binh tướng tài, Vân Phi Dương không thiếu, thiếu cũng là loại này, nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên đứng đầu cường giả. Nếu như thần bí nữ tử đồng ý, phục sinh về sau, đi theo phía trước viêm hàn vực, nhất định có thể tốt hơn cùng huyết điện chống lại. Phục sinh, hiệu chung chính mình, đây chính là vân phi dương sách đi ra điều kiện. Thần bí nữ tử lạnh lùng nói, hạ lưu chi đồ, không có tư cách để cho ta hiệu chung. Vân phi dương rất im lặng, nếu không phải người đá ta một chân, thương tổn nam nhân cần phải có tôn nghiêm, ta còn về sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói a à. Ai, hắn lắc lắc đầu nói, cô nương đây là cử tuyệt thần bí nữ tử thản nhiên nói hiệu chung với ngươi cũng đừng nghĩ ngươi có thể đổi lại một cái điều kiện vân phi dương trong bóng tối vui vẻ theo nữ nhân này trong lời nói không khó nghe ra nàng vẫn là rất nhớ phục sinh có thể hay không để cho đồng ý để hiệu chung liền phải dựa vào chính mình mồm mép cô nương vân phi dương nói thế giới bên ngoài ra sao phồn hoa ngươi thì không trong lòng mong mỏi a à, ngươi thì nguyện ý cả một đời đợi tại tối tăm mộ địa a à. thần bí nữ tử trầm mặc tuy nhiên nàng đã chết nhưng còn có linh hồn còn sót lại tại thể nội, tự nhiên vô cùng tưởng niệm phồn hoa thế giới. Ta là người thủ mộ, ta chức trách là thủ hộ chủ nhân, thần bí nữ tử nỉ non nói, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh lên. Vân Phi Dương nói, cô nương xinh đẹp như hoa, lại biến thành người thủ mộ, cái này mộ chủ người cũng thật là hỗn đản a. À. Không cho phép người nhục nhã chủ công, thần bí nữ tử phẫn nộ, song trưởng lần nữa ngưng tụ khí lưu. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng chuyển đề tài nói, ta lấy sinh mệnh chi quả, để cô nương phục sinh, giống như tái sinh phụ mẫu, người hiểu chung với ta có gì không ổn." Thần bí nữ tử lạnh lùng nói, "Ta thuở nhỏ bị chủ nhân thu dưỡng, truyền thụ võ đạo, từng đã thề, đời này chỉ thuần phục chủ nhân." Vân Phi Dương nói, "Người đã chết, ta để ngươi phục sinh, chính là đời sau sự việc, người hiểu chung ta cũng không tính vi phạm kiếp trước lời thề." Cái này giải thích không sai, thần bí nữ tử lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, "Ta sẽ không hiểu chung ngươi, vẫn là chết cái ý niệm này đi." Vân Phi Dương im lặng, hắn nhìn ra được, nữ nhân này tuy nhiên chết, nhưng vẫn là vô cùng trung thành. Càng là như thế, càng muốn bắt lại, bởi vì chỉ cần theo chính mình, sẽ rất khó hội làm phản. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, ta cho người sinh mệnh chi quả, người phục sinh về sau, làm ta nha hoàn như thế nào. Nha hoàn, thần bí nữ tử cười lạnh nói, ta lúc còn sống cũng là nửa bước đại đạo huyền tiên, sao lại hạ mình làm một cái tiểu tiểu nha hoàn. Làm bảo tiêu như thế nào, ta chỉ bảo hộ chủ nhân sẽ không bảo hộ bất luận kẻ nào. Vân phi dương im lặng nói, làm nha hoàn không được, làm bảo tiêu cũng không được, làm ta nữ nhân cũng có thể a. À. lời này tuyệt đối là thuận miệng nói ra, nhưng thần bí nữ tử nghe vậy, nhưng trong nháy mắt xuất hiện sát khí, thao túng khí lưu anh tới, nói, dâm tặc, đi chết đi. oanh oanh, trong động phủ ánh sáng bắn ra bốn phía, khí lãng đập vào mặt. thần bí nữ tử căn bản không làm gì được Vân phi dương cho nên hai người đánh một lát lại dừng lại. Ta nói, Vân Phi Dương sụp đổ nói, cái này không được, vậy không được, người đến cùng có hay không thành ý phục sinh a? À? Khởi tử hồi sinh, cỡ nào sự tình tốt, đến hắn nơi này, thay đổi đến giống như đang cầu xin nàng giống như. Thần bí nữ tử nói, như vậy đi, ngươi cho ta sinh mệnh chi quả, ta đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện, ba chuyện làm xong, hai chúng ta không liên quan. Nói đùa, Vân Phi Dương nói, ngươi vừa rồi cũng nói sinh mệnh chi quả chính là đoạt thiên địa tạo hóa trí bảo, ta đem nó cho ngươi, liền giúp ta làm ba chuyện, ngươi không chú ý rất không có đạo lý a. Thần bí nữ tử trầm mặc sơ qua, nói ta giúp ngươi làm năm kiện sự tình. Lại tăng thêm hai kiện, nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu nói, muốn phục sinh, hoặc là hiệu chung ta, hoặc là làm nha hoàn, hoặc là làm bảo tiêu, hoặc là làm ta nữ nhân, chính ngươi chọn đi. Không có khác lựa chọn, không có khác lựa chọn, thân là đại lão gia, Vân Phi Dương nhất định phải cường ngạch, không thể để cho một nữ nhân nắm mũi dẫn đi tốt a à, thần bí nữ tử ánh mắt lạnh lẽo ngừng tụ khí lưu lần nữa công tới hiển nhiên nàng một cái đều không chọn mà chính là tình nguyện tiếp tục chết lấy tiếp tục làm người thủ mộ người nữ nhân này vân phi dương giận làm dơ kiếm đem khí lưu phá mất nói rượu mời không uống nhất định phải uống rượu phạt vù vù cường thế kiếm ý bạo phát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ Xoát, thần bí nữ tử ngọc vung tay lên trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh lấp lóe thanh mang tam xích kiếm. Ừm, Vân Phi Dương thầm nghĩ, kiếm này thấu phát huy nghiêm khí tức, chắc là một thanh niên đại xa xưa cổ kiếm A. Xoát, xoát, đột nhiên, thần bí như tử đem kiếm đứng lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra tám cái giống như đúc hư ảnh, đều hiện lên cầm kiếm hình. Xâm tạc, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là chủ công lúc còn sống sáng tạo cửu tinh ngọc nữ kiếm trận, ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút uy lực. Bành, Vân Phi Dương một kiếm chém tới, trực tiếp đem huyễn hóa ra nhất tôn hư ảnh phá mất. Giác, đang chuẩn bị khu động kiếm trận thần bí nữ tử, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, sẽ như vậy lưu loát diệt đi chính mình một cái phân thân. Bành, bành, thần bí nữ tử thất thần thời khắc, phân Phi Dương lại huy động liên tục lưỡng kiếm, phá mất mặt khác hai tôn hư ảnh, nói có thể động thủ cũng đường dài dòng, nếu không rất dễ dàng bị bắt được sơ hở. Vâng, có chút cường giả ưa thích đang thi triển chiêu thức thời điểm nói nhảm. Vân Phi Dương đối với loại hành vi này khiến mũi coi thường, dù sao có nói khoảng không, còn không bằng nhanh thi triển đi ra. Đáng giận, thần bí nữ tử lần nữa ngưng tụ phân thân, đã tới không kịp, Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, nhưng nghe bành 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 vài tiếng, liền đem hắn hư ảnh toàn bộ diệt đi. Tên này cũng thực sự là, người ta đã nói, là mộ chủ người sáng tạo kiếm trận, tại sao thì không cho thi triển đi ra, đến kiến thức một chút huy lực đây. Nếu như ngăn cách không có việc gì thời điểm, vân phi dương khẳng định vui lòng đi thể nghiệm thể nghiệm nhìn có thể hay không tại 3 phút bên trong yêu mến cái này kiếm trận nhưng bây giờ không được hắn nhất định phải nhanh giải quyết nữ nhân này đến tiếp tục tìm kiếm chủ mộ tìm kiếm còn sót lại bên trong bản mệnh tiên ấn soát soát hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động lít nha lít nhít kiếm ảnh hiện ra vân phi dương cười nói nhớ kỹ đây mới là không cho đối thủ thở dốc công kích thủ đoạn hiu hiu mang theo cường thế kiếm ý kiếm khí theo bốn phương tám hướng bay lượn xuống tới. Thần bí nữ tử ánh mắt lấp lóe lạnh ý, tiếp theo huy động lấp lóe thanh quang cổ kiếm, cùng đột kích kiếm khí chống lại lên. Chương 2484, chương còn sống thật là tốt. Trên kiếm đạo lý giải, thần bí nữ tử xa xa không phải Vân Phi Dương đối thủ, cho nên tới giao thủ không bao lâu, liền lâm vào bị động, bị áp chế từng bước một lui lại. Đáng giận, người này nhìn thấy tầng thứ cao như vậy sao? Thần bí nữ tử càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng bị động. Đinh, cuối cùng, không tránh kịp, trong tay cổ kiếm bị kiếm khi đánh trúng, rời tay bay ra cắm tại đá cứng bên trên. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngay cả mình kiếm đều bảo hộ không được, người không xứng dùng kiếm, cũng không xứng tu luyện kiếm đạo. Thần bí nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận đến thân thể run rẩy. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, hỗn nguyên càn khôn kiếm khoác lên nàng cái kia non mịn trên cổ, lạnh lùng nói, người bây giờ phải làm ra lựa chọn nếu không, hạ chàng cũng là hồn phi phách tán. Trần trụi uy hiếp, nhưng mà, thần bí như tử lại là lãnh đạm nói, người cảm thấy một người chết sẽ quan tâm hồn phi phách tán sao? Vân Phi Dương rất im lặng, mình rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể để cho nàng hiệu chung đâu. Ai, Vân Phi Dương thở dài một hơi, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi, nói, người nữ nhân này, thật là ngu xuẩn mất khôn, tính toán, ta không cùng ngươi dây dưa. Hắn không có ý định làm khó dễ, mà chính là cất bước hướng đi thông đạo cửa vào, hiển nhiên tính toán tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm tồn tại bên trong chủ mộ. Thần bí nữ tử cũng không có ngăn đón, bởi vì chính mình thực lực không bằng hắn, cản cũng không có tác dụng gì, mà chính là mở miệng nói, người mới vừa rồi là như thế nào phát hiện ta. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói tại ngươi ngưng tụ khí lưu thời điểm, ta liền phát giác được đạo ý. Không có khả năng, thần bí nữ tử nói, ta đã đem đại ẩn thân thuật tu luyện tới đạt đến nhập hóa cảnh, dù là đại đạo huyền tiên cũng khó có thể dò xét đến đạo ý tồn tại. trừ phi nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì. cả kinh nói người tu luyện đạo hóa kinh. vân phi dương cười nói không sai, không có gì không tốt thừa nhận. dù sao nơi này có thể là đạo hóa lão nhân mộ địa, nàng lại là hắn người thủ mộ. thần bí nữ tử rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lại bị phát hiện. nguyên lai nam nhân này tu luyện chủ nhân đã từng sáng tạo tâm pháp. chủ công lúc còn sống từng tiên đoán. Một ngày kia, chắc chắn sẽ có tu luyện đạo hóa kinh người đến mộ địa, xem ra, người chính là cái kia bị tiên đoán người. Thật sao, Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, tại hắn trong nhận thức biết, đạo hóa lão nhân chỉ ít vẫn lạc hơn 10 vạn năm, có thể tiên đoán xa như thế tương lai, cũng là phi thường biêu hắn A. Xâm tặc, thần bí nữ tử nói, thi triển đạo hóa kinh, để ta xem một chút. Chính mình đem nàng đến cùng làm sao, mới bị mở miệng một tiếng dâm tặc xương hô đây. Vân Phi Dương tuy nhiên rất phiền muộn, nhưng vẫn là vận chuyển lên đạo hóa kinh, quanh thân trong nháy mắt hiện ra cuồn cuộn cường thế đạo ý khí tức tới. Thần bí nữ tử tại xác định hắn vận chuyển chính là chủ nhân sáng tạo tâm pháp, lúc này thu kiếm vào vỏ, cung kính nói, Hà Thường Hy gặp qua chủ nhân. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn, không nghe lầm chứ, cô gái này người gọi mình chủ nhân. Hà Thường Hy nói, tiên chủ quy tiên thời khắc, từng nói qua, nếu như tu luyện đạo hóa kinh tiên đoán chi người tới mộ địa, chính là ta tân chủ nhân. Dạng này a à. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, không nghĩ tới đạo hóa lão nhân trước khi chết, còn để lại như thế một cái di ngôn. Vốn là Vân đại tiện thần đều tính toán từ bỏ, không nghĩ tới tình huống xuất hiện đảo ngược, trở thành Hà Thường Hy tân chủ nhân. Khụ khụ, Vân Phi Dương thẳng tắp sống lưng, nói ta nếu là ngươi chủ nhân, vậy ngươi nhất định phải nghe lệnh tại ta, không thể có bất luận cái gì ngỗ nghịch. Thường Hy sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân." Hà Thường Hy chân thành nói. Vân Phi Dương nói, ngươi lúc trước đạp chủ nhân ta một chân, này làm sao giảng trước chủ nhân trước không phải chủ nhân hà thường hy nói huống chi thường hy cũng không biết chủ nhân tu luyện đạo hóa kinh vừa rồi hoàn toàn là ngộ thương còn xin chủ nhân không cần để ý không được vân phi dương nói ta cái này ưa thích tính toán chi ly người đã đạp ta nhất định phải làm ra đền bù tổn thất tới hắn chỉ bị đạp vị trí nói cho ta xoa xoa hà thường hy liễu mi hơi nhíu nhưng vẫn là đi qua nhẹ nhàng giơ tay lên phò tại Vân Phi Dương chịu đạp trên mặt. Tay nàng tuy nhiên mềm mại, nhưng không có cái gì nhiệt độ, vô cùng rét lạnh. Vân Phi Dương không cấm thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại tối tăm không mặt trời mộ địa làm người thủ mộ, đạo hóa lão nhân thực không hiểu thương hương tiếc ngọc. Có thể chứ, có thể, Hà Thường Hy vội vàng thu tay lại, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, xem ra, dù là chết, cũng chung quy có nữ nhân ngượng ngùng. Vân Phi Dương cũng chẳng có gì, dù sao vừa rồi hoàn toàn cũng là ra một chút, không có cái gì ý nghĩ xấu. Xoát, hắn tâm niệm nhất động, đem sinh mệnh chi quả lần nữa gọi ra đến, nói ăn nó, ngươi liền sẽ phục sinh. Hà thường ghi đôi mắt đẹp lấp lóe lộng lẫy, có thể còn sống, không ai nguyện ý đi làm một người chết. Nàng đem sinh mệnh chi quả cầm trong tay, nhẹ nhàng cắn một cái, chất lỏng tan nhập thể nội, nhất thời khuếch tán ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Hưu, 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 trong khoảnh khắc, một hàng đạo lưu quang theo bên trong đường hầm bay ra, dung nhập Hà Thường Hy bên trong thân thể. Chật chật, Vân Phi Dương nói, ba hồn bảy vía nhanh như vậy trở về bản thể, xem ra cần phải thì tồn tại trong mộ địa. Đúng, Hà Thường Hy nói, tiên chủ đem ta ba hồn bảy vía, Phòng ấn tại trong mộ địa. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, cứng ngắc khá lâu ngũ tạng lục phủ, bắt đầu khôi phục cơ năng, trái tim cũng dần dần nhảy lên. Cảm thụ được máu trong cơ thể chảy xuôi, cảm thụ băng lãnh thân thể có nhiệt độ, hà thường hy khó có thể tự kiềm chế nói ta thật phục sinh nắm giữ hoàn chỉnh thân thể lại có một tia linh hồn tồn tại phục dùng sinh mệnh chi quả hà thường hy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phục sinh vân phi dương dùng sinh mệnh chi quả cứu sống không ít người cho nên không có lên cái gì gợn sóng mà chính là dò hỏi trong mộ địa chỉ có ngươi một cái người thủ mộ sao ừm hà thường hy nói vân phi dương nhất thời rất thất vọng nhiều như vậy chôn cùng mộ cần phải thì có rất nhiều người thủ mộ chính mình từng cái đem phục sinh thành vì bọn họ chủ nhân, chiến đấu lực khẳng định tăng vọt A. Hà Thường Hy nói, chủ nhân, ta vừa mới phục sinh, rất suy yếu, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Buông lòng tâm thần, Vân Phi Dương nói, ta dẫn người đi một chỗ tốt. Hà Thường Hy không hiểu, lại cũng chỉ có thể tuân theo đem tâm thần buông lỏng, chợt xuất hiện tại ánh nắng tươi sáng thế giới bên trong. Tại mộ địa đợi đến lâu, đột nhiên đi vào sinh cơ bừng bừng vị diệt, để cho nàng bản năng nhắm mắt lại mục đích. Chờ quen thuộc về sau, Hà Thường Hy mở ra hai con ngươi, nhìn phía xa biển rộng núi cao, lại bị vui sướng tắm rửa, nhẹ giọng cảm thán nói còn sống thật là tốt. Cát, đang tu luyện lương âm, nhìn thấy một cái tướng mạo không sai nữ nhân tiến vào tạo hóa giới chỉ, bĩu môi nói tên kia lại ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Nếu như Vân Phi Dương nghe được, khẳng định hô to oan uổng. Bởi vì đây không phải câu tam đáp tứ, cái này là vừa vặn nhận chính mình làm chủ người hầu A. mươi 2485, 490 Trương Uyên Ương âm dương ngọc, phục sinh sau Hà Thường Hy tu vi giảm lớn, muốn khôi phục võ đạo điên phong, chỉ ít gần ngàn năm. Cũng may, đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, có mệnh đại thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, còn có vô địch cửu trọng trận phụ trợ, có thể đại đại giảm bớt khôi phục thời gian. Vân Phi Dương đem Hà Thường Hy thu xếp tốt về sau, liền lên đường tiến về một cái thông đạo, tìm kiếm chủ mộ. Hắn thấy, không đạo tử bị trọng thương mà chạy, trong mộ hết thảy đều là mình, đạo hóa lão nhân còn sót lại bản mệnh tiên ấn cũng không có chạy đúng bản mệnh tiên ấn đến cùng là cái gì vân phi dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ hỏi thăm hà thường hy lắc đầu nói chủ công lúc còn sống đánh khắp vũ trụ vô địch thủ cũng chưa từng tế ra qua bản mệnh tiên ấn cho nên ta cũng không biết đến cùng là vật gì vân phi dương khóe miệng co giật đánh khắp vũ trụ vô địch thủ cái này cỡ nào nghiêu bức a tuy nhiên sạch lấy được đến mình muốn đáp án nhưng vân phi dương ngược lại càng thêm chờ mong còn sót lại tại mộ địa bản mệnh tiên ấn. Đi, đi, nhanh tìm tới chủ mộ. Vân Đại Tiện Thần lúc này tăng thêm tốc độ, hắn bên này đang tìm kiếm chủ mộ, một bên khác mục oanh thì đến đến một cái khác chôn cùng trong mộ. Cùng lúc trước chôn cùng mộ khác biệt, cái này chôn cùng trong mộ có hai cái thạch quan, lẫn nhau chăm chú kể cùng một chỗ. Phu thê mộ A, mục oanh đi vào thạch quan trước, hợp thành chữ thập nói, quấy giày hai vị tiền bối nghỉ ngơi. Vù vù, tồn tại chôn cùng mộ khí thức âm trầm nhất thời nhược hóa không ít đạt được mộ chủ người sau khi tán thành mục oanh mới nhẹ nhàng đẩy ra hai tòa thạch quan nắp quan tài bên trong bày biện ra hai cỗ thân xuyên áo cưới nam nữ nam tướng diện mạo anh tuấn uy vũ bất phàm nữ tướng diện mạo khuynh quốc khuynh thành quả thật trời đất tạo nên một đôi vì cái gì sau khi chết muốn mặc áo cưới mục oanh nỉ non nói chẳng lẽ hai người lúc còn sống cũng không thành hôn a à? ừm đột nhiên nàng phát hiện nam tử thủ hạ đè ép một chương ố vàng giấy, trên đó viết ta đỗ vô song, lúc còn sống không thể cưới chú ý khuynh thành, sau khi chết nguyện vĩnh viễn bồi tiếp nàng, không rời không bỏ. Đây là hôn thư, xem ra hai người cần phải không có ai biết cố sự. Tiền bối, nàng xin lỗi nói, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hiu, hiu, hai đạo lưu quang, theo trong thạch quan bay ra, chúng nó treo giữa không chung. Dần dần hóa thành hai cái uyên ương hình thái cũng dung hợp lại cùng nhau, trở thành thực chất hóa lục ngọc. Vù vù, cường thế khí tức đang bồi táng trong mộ xuất hiện, mục oanh tuy nhiên không biết cái này là vật gì, nhưng cảm thụ nói đến cường thế khí tức, nhất thời khẳng định, tuyệt không phải phổ thông trí bảo. Xoát, nàng tiên niệm phóng thích, đem treo lơ lửng giữa trời chi vật bao phủ. Nhưng mà, vừa mới chạm đến, liền có cường đại bài xích lực hiện ra tới. Mục oanh đỉnh lấy áp lực, đem lục ngọc kéo xuống đến, nắm ở trong tay nói, ta không có ác ý, người không nên phản kháng. Càng nói như vậy, có khắc hai cái uyên ương đồ án lục ngọc càng phản kháng kịch liệt. Mục oanh ý thức được chính mình khó có thể hàng phục, lúc này câu thông không gian giới chỉ, lại bi kịch phát hiện, lục ngọc phản kháng quá kịch liệt, căn bản là không có cách được thu vào bên trong. Tìm vân đại ca, hắn nhất định có thể hàng phục vật này. Mục oanh nắm thật chặt lục ngọc, đứng dậy dung nhập ám đạo. Nhưng mà, được ngắn ngủi mấy chục bước, nắm ở trong tay lục ngọc liền phản kháng vô số lần, cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Mục Oanh không dám buông tay, bởi vì buông lỏng tay, bảo vật khẳng định sẽ bay đi, cho nên cắn chặt răng ngả tiến lên. Trong mộ địa, thông đạo rắc rối phức tạp, Mục Oanh nhớ kỹ lúc đến đường, tìm tới cùng Vân Phi Dương lúc trước gặp động phủ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhất định muốn chống đỡ đi xuống, đem thứ này cho Vân Đại Ca. Mang theo phần này ý niệm, Mục Oanh gian nan mà đi. Nhưng mà, cho nàng theo một cái giao lộ, tiến vào một cái khác thông đạo, bỗng nhiên có mãnh liệt sát ý tràn ngập mà đến mục oanh thần sắc khẽ giật mình lúc này mới phát hiện trong đường hầm ngồi xếp bằng một lão giả sắc mặt hắn tuy nhiên suy yếu nhưng nhìn mình trong ánh mắt thấu phát sát ý là ai là hồng đạo tử hắn thừa dịp vân phi dương cùng hà thường hy lúc giao thủ cưỡng chế thương thế rút về đến nhưng dù sao thương tổn quá nặng chỉ có thể chui vào phức tạp thông đạo liệu thương mục oanh cảnh giác nói ngươi là ai hồng đạo tử âm thanh lạnh lùng nói nữ oa ngươi làm sao tiến đến có thể là khôi phục một đoạn thời gian duyên cớ để hắn có đầy đủ khí lực nói chuyện. Ừm, đột nhiên, hồng đạo tử phát hiện mục oanh trong tay nắm lục ngọc, mừng rỡ như điên nói, đây là uyên ương âm dương ngọc. Uyên ương âm dương ngọc, một loại đẳng cấp cực cao trí bảo, xác thực nói là hai kiện trí bảo, chia làm âm uyên ương cùng dương uyên ương, chúng nó chủ nhân theo thứ tự là trong thạch quan đỗ vô song cùng chú ý khuynh thành. Uyên ương âm dương ngọc chủ nhân nếu như kết làm phu thê, liền sẽ dung hợp lại cùng nhau đỗ vô song cùng chú ý khuynh thành cái này một đôi khổ mệnh uyên ương xem ra tại trước khi chết kết làm phu thê nếu không hai kiện trí bảo sẽ không hòa làm một thể không đạo tử ánh mắt tham lam nói nữ oa đem vật này cho ta tuy nhiên sạch trưởng khống uyên ương âm dương ngọc không biết có tác dụng gì nhưng nghe nói qua hai vật nếu như dung hợp lại cùng nhau hình thành hoàn chỉnh uyên ương âm dương ngọc uy lực lại so với tách ra mạnh rất nhiều mục oanh nói đây là ta phát hiện trí bảo tại sao phải cho ngươi nàng tính cách tuy nhiên đơn thuần, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện đem đạt được trí bảo, cho không quen biết ngoại nhân. Nữ oa, hồng đạo tử âm u nói, đem đồ vật sao ra, ta tha cho người khỏi chết. Không được, mục oanh nói, thứ này ta muốn cho vân đại ca, sẽ không cho bất luận kẻ nào. Vân đại ca, hồng đạo tử nói, người nói nhưng là vân phi dương. Huyết tổ lúc trước hô qua vân phi dương tên, làm cường giả, hắn nhất định có thể đem ghi lại. Mục oanh ngạc nhiên nói, người biết vân đại ca quả nhiên là tiểu tử kia hồng đạo tử ánh mắt nhất thời xuất hiện càng dày đặc sát ý hắn thấy bé con này cùng vân phi dương độ tuổi không khác gì nhiều không phải hắn nữ nhân cũng là hắn hồng nhan tri kỷ bây giờ đã gặp được trong tay lại cầm uyên ương âm dương ngọc còn có lý do gì không đem giết chết hồng đạo tử ý nghĩ rất đơn giản bị vân phi dương kém chút giết liền lấy bé con này hả giận mục oanh cũng không phải người ngu cảm nhận được người này quanh thân hiện ra cường thế sát ý nhất thời thì đoán được hắn là vân đại ca cửu nhân soát mục oanh lúc này thi triển thân pháp hướng phía sau chạy trốn vù vù hồng đạo tử vung tay lên ngưng tụ khôi phục một chút pháp tắc chi lực nắm tới thân sắc dư tợn nói vân phi dương lão hủ ngày hôm nay trước hết giết nàng này đến báo bị trọng thương mối thù không tốt chính tìm kiếm chủ mộ vân phi dương tâm thần run lên mãnh liệt điểm không may xông lên đầu nói oanh oanh gặp nguy hiểm soát hắn lúc này thi triển đại tốc độ thuật lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trở về. Nhưng mà mục oanh vị trí chỗ ở là sai tông phức tạp thông đạo, hắn coi như có thể tìm được cũng căn bản không kịp ngăn cản hồng đạo tử. Oanh oanh, người ở nơi đó, vân phi dương như phát điên tải từng cái thông đạo tìm kiếm. Vân vân đại ca, đột nhiên cái nào đó thông đạo truyền đến thanh âm, ta ta ở chỗ này nghe được mục oanh thanh âm, vân phi dương không có do dự chốc lát, lúc này hướng truyền đến phương vị bước đi. Nhưng mà đi vào thông đạo lại là thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương đầu tiên nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một người, bắp thịt toàn thân héo rút, phảng phất bị rút khô máu. Đây là Hồng Đạo Tử, Vân Vân Đại Ca, trong cơ thể ta có rất nhiều năng lượng thật thống khổ. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một oanh vịn vách tường, quanh thân bị cường thế pháp tắc, đạo ý khí tức bao phủ, chính cuồn cuộn không dứt thấm nhập thể nổi. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang không ngừng tại trước người nàng xoay tròn, phảng phất con bướm tại huyền chuyển nhảy múa, Vân Phi dương sắc mặt đại biến, cất bước mà đi, hai tay đi qua nồng đậm thuộc tính, dán tại trên lưng nàng nói, oanh oanh, nhanh vận chuyển nghịch thiên quyết đến luyện hóa những thứ này thuộc tính. chương 2486, 91 Trường Mục Oanh cơ duyên, bước vào nửa bước, Vân Phi dương hai tay dán tại Mục Oanh phía sau, trong nháy mắt phát hiện trong cơ thể nàng có như núi kêu biển gầm năng lượng. Những năng lượng này bao hàm thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc, thậm chí cao thâm khó lường nói ý, Vân đại tiện thần sắc mặt đại biến, đừng nói mục oanh yếu ớt kinh mạch cùng thân thể, coi như đổi lại chính mình. Trong lúc nhất thời tiếp nhận như thế bảng bạc năng lượng, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng a. À? Oanh oanh, Vân Phi Dương vội la lên, nhanh vận chuyển nghịch thiên quyết đến luyện hóa những thứ này thuộc tính. Tại các loại năng lượng nhập thể về sau, mục oanh đã sớm vận chuyển nghịch thiên quyết, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ luyện hóa. Không được, nàng một người khó có thể luyện hóa. Vân Phi Dương ý thức được vấn đề này, lúc này vận chuyển nghịch thiên quyết, hình thành một cuồn cuộn năng lượng dung nhập mục oanh bên trong thân thể, đến hiệp trợ cùng một chỗ luyện hóa táo bạo năng lượng. Vù vù, hắn dung nhập nghịch thiên quyết thuộc tính, tiến nhập thể nội hóa thành vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía năng lượng. Lúc này, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó mà trợ giúp mục oanh, duy chỉ có Vân Phi Dương có thể, bởi vì hai người đồng thời tu luyện nghịch thiên quyết, có thể làm đến ngõ hẻm, thậm chí hòa làm một thể. Thậm chí, làm vân phi dương bắt đầu luyện hóa táo bạo năng lượng, hóa thành từng sợi dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng, ngược lại làm cho mục oanh thuận lợi hấp thu hết. Dựa theo cái này tiết tấu đi, chỉ không gãy luyện hóa, không ngừng hấp thu, mục oanh cảnh giới khẳng định sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Vân phi dương tuyệt không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì tồn tại chính mình nữ trong thân thể thuộc tính quá bàng bạc, cái này muốn khó có thể triệt để luyện hóa, hạ chàng cũng là bảo thể mà chết. Huống chi? Ngoại giới táo bạo thuộc tính vẫn điên cuồng tràn vào mục oanh bên trong thân thể, hai đạo quỷ dị lưu quang cũng ở bên người uyển chuyển nhảy múa. Luyện cho ta, luyện cho ta, Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, trợ giúp mục oanh đến luyện hóa thể bên trong năng lượng, sợ nàng khó mà chống đỡ được, ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn. Vù vù, bên trong thân thể hội tụ năng lượng, tại Vân Phi Dương nghịch thiên quyết hạ, không ngừng bị luyện hóa, cũng tịnh hóa vì cực ôn hòa lại tinh khiết năng lượng, bị mục oanh tự nhiên vô cùng hấp thu một lúc lâu sau tại hai người cộng đồng luyện hóa hạ mục oanh cảnh giới theo vừa mới bước vào đế phía trên đạt tới vững chắc tầng thứ nhưng mà tồn tại trong cơ thể nàng bàng bạc năng lượng cũng bất quá bị luyện hóa một phần mười đây là phi thường sợ bởi vì nếu như vân phi dương có thể trợ giúp mục oanh toàn bộ luyện hóa có lẽ có thể trợ nàng trực tiếp bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên có người có thể sẽ nói không có khoa trương như vậy chứ năm đó đột phá nửa bước vân phi dương nhưng là dùng đạo hóa lệnh mới làm đến đây. Trên thực tế cũng không khoa trương, bởi vì tồn tại mục oanh bên trong thân thể thuộc tính, không phải thiên nhiên, mà chính là thứ khác người. Xác thực nói, là một tên nửa bước đại đạo huyền tiên ngưng tụ thiên địa thuộc tính, thiên địa pháp tắc, cùng cao thâm khó lường nói ý. Mục oanh tại vân phi dương hiệp trợ hạ, đem táo bạo năng lượng luyện hóa, chẳng khác nào toàn bộ kế thừa. Vấn đề tới, những năng lượng này, đến từ tên kia nửa bước đại đạo huyền tiên. Không sai, cũng là bên cạnh bắp thịt hiện lên héo rút đã triệt để ngỏng củ tỏi hồng đạo tử lại nói trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì sự việc đến từ đầu nói lên vân phi dương dự cảm đến mục oanh gặp nguy hiểm thời điểm thân ở thông đạo hồng đạo tử ý thức được mục oanh cùng hắn có quan hệ ngừng tụ pháp tác chi lực giết đi qua đừng nhìn người cường giả này thụ thương nhưng đi qua ngắn ngủi điều dưỡng giết một tên vừa mới bước vào đế tri thượng vũ giả vẫn là dễ như trở bàn tay Lúc đó Vân Phi Dương dù là dự cảm đến Mục Oanh gặp nguy hiểm, dù là đem đại tốc độ thuật kích phát cực hạn cũng tuyệt khó đuổi tới. Nhưng mà, người nào sẽ nghĩ tới, ngay tại cường thế pháp tác chi lực sắp oanh chúng Mục Oanh lúc, chăm chú khống chế uyên ương âm dương ngọc rời tay bay ra, vì ngăn ở phía sau. Hồng đạo tử thấy thế, ánh mắt càng nóng rực, hắn điều động bao phủ mà đi lực lượng, đem bực này trí bảo bao phủ. Hồng đạo tử coi là trí bảo là mình, khóe miệng dơ lên mỉm cười, mà sau một khắc, uyên ương âm dương ngọc đột nhiên lấp lè ánh sáng, điên cuồng thu lấy bốn phía pháp tắc chi lực. Tốc độ này có bao nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, hồng đạo tử phóng thích pháp tắc chi lực, thì bị triệt để hấp thu. Nếu như chỉ đem bạo phát năng lượng thu lấy, cũng không có vấn đề gì, quan trọng ở chỗ, uyên ương âm dương ngọc cũng không có hấp thu đã nghiền, lần nữa lấp lè ánh sáng. Hồng đạo tử cả người không bị khống chế bay tới, bên trong thân thể năng lượng điên cuồng hiện lên, điên cuồng dung nhập ánh sáng bên trong. Không hắn hãi nhiên thất sắc, nhưng mà, bởi vì thương thế duyên cỡ, lại hoặc là trí bảo quá cường hãn. Hồng đạo tử căn bản khó có thể tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bên trong thân thể năng lượng bị thu lấy, nhìn lấy bắp thịt cùng huyết dịch cấp tốc khô cạn. a à, hắn phát ra không cam tâm kêu thảm, thời gian qua một lát, bên trong thân thể năng lượng bị hấp thu sạch sẽ, thì liền linh hồn cũng bị lôi ra ngoài. Thực khó tưởng tượng, không có bị Vân Phi Dương giết chết nửa bước đại đạo huyền tiên, hội lấy loại phương thức này vẫn lạc. Hồng đạo tử tuy nhiên chết, nhưng sự việc cũng không có kết thúc. Hội tụ bàng bạc năng lượng uyên ương âm dương ngọc bay đến mục oanh trước người, tách ra hai đạo quang mang, bắt đầu vây quanh xoay tròn. Cùng lúc đó, chứa đựng tại ánh sáng bên trong thuộc về hồng đạo tử các loại năng lượng, cũng lại điên cuồng dung nhập trong cơ thể nàng. Theo hồng đạo tử ở ra rắm, đến mục oanh tiếp nhận đại lượng năng lượng, chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, cho nên khi Vân Phi Dương lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, liền thấy chính mình nữ nhân bị bàng bạc năng lượng bao phủ một màn. May mà tên này tới kịp lúc, lấy nghịch thiên quyết đến giúp đỡ mục oanh luyện hóa hồng đạo tử năng lượng. Nếu không, hiện tại nàng đã sớm không thể thừa nhận năng lượng bạo thể mà chết. Vân Phi dương đối nghịch thiên quyết lĩnh ngộ, đã sớm đạt tới đạt đến nhập hóa cảnh, càng tại luyện hóa phía trên càng là cực kỳ cường hãn. Mấy canh giờ sau, ngoại giới năng lượng toàn bộ tan vào đến, mục oanh bên trong thân thể năng lượng cũng bị luyện hóa không ít. Nàng tuy nhiên còn đang chịu đựng táo bạo năng lượng lộng hành quấy rối, nhưng giờ này khắc này đã thoát ly hiểm cảnh, chỉ ít sẽ không bảo thể mà chết." Vân Phi Dương âm thầm buông lỏng một hơi, càng nghĩ đến, chính mình lúc trước nếu như đến chậm một bước hậu quả, phía sau nhất thời dâng lên mồ hôi lạnh. "Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, những năng lượng này tuy nhiên táo bạo, nhưng cũng là cơ duyên, nếu như có thể toàn bộ luyện hóa, liền có thể giúp người đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên." Vì cái gì chắc chắn như thế? Nhân vì mấy canh giờ luyện hóa hạ, mục oanh cảnh giới đã theo lúc đầu vừa bước vào đế phía trên, đạt tới mạnh phi thường tầng thứ không chút nào khoa trương nói, lấy nàng hiện tại tu vi, coi như đối mặt một tộc tộc trưởng, cũng có khả năng đánh một trận. Mà bên trong thân thể vẫn tồn tại rất nhiều năng lượng, chỉ cần toàn bộ luyện hóa để bản thân sử dụng, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Quả là như vậy, lại đi qua mấy canh giờ luyện hóa, làm hồng đạo tử táo bạo năng lượng bị toàn bộ luyện hóa hoàn tất, một quanh cảnh giới theo đế phía trên nhất cử đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên vô số cường giả hao phí năm tháng dài đằng đẵng mới đột phá đến cấp độ này nàng lại vẻn vẹn dùng mấy canh giờ thì làm đến cái này thực sự không thể tưởng tượng a à. soát vân phi dương thu tay lại trên mặt hiện ra mỉm cười tới hiệp trợ mục oanh thời điểm hắn không có thu hoạch được chỗ tốt gì nhưng mắt thấy chính mình nữ nhân mạnh lên cũng là một kiện việc vui chương 2487-492 bốn chương bởi vì ta lười tại hiệp trợ mục oanh luyện hóa hồng đạo tử táo bạo năng lượng thời điểm Vân Phi Dương hoàn toàn có thể đem tịnh hóa năng lượng đi vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên không thể mang đến cảnh giới bay vọt, nhưng mà có thể đề bạt không ít chiến đấu lực. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì oanh oanh một mực đang lĩnh hội trộm mộ chi thuật. Tuy nhiên nắm giữ dạng này huyết mạch, nhưng Vân Phi Dương biết, không có nữ nhân nguyện ý đi cùng mộ địa, người chết liên hệ. Là sao còn muốn làm như vậy, là sao còn kiên trì như vậy? Bởi vì vì chính mình, bởi vì muốn lần lượt mang đến cho mình kinh hỉ chỉ chỗ có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp. Nói thật, Vân Phi Dương rất áy náy, áy náy Mục Oanh vì chính mình nỗ lực rất nhiều, chính mình lại ngay cả cơ bản nhất bồi tiếp nàng đều khó mà làm đến. Đương nhiên, con hàng này đối hắn nữ nhân cũng rất áy náy, hắn muốn đền bù tổn thất, dưới mắt nhiều như vậy táo bạo năng lượng, có thể trợ Mục Oanh cảnh giới bay vọt, chính là đền bù tổn thất cơ hội tốt. Cho nên dù là biết rõ mình coi như chiếm thành của mình, Oanh Oanh cũng sẽ không để ý, Vân Phi Dương vẫn là nghĩa vô phản cố cho hết nàng thành công dung hợp hồng đạo từ các loại năng lượng về sau mục oanh thuận lợi đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên tại cảm nhận được càng năng lượng cường đại nàng trước ngây người một lát mới tốt ngơ ngơ ngác ngác mở miệng nói Vân đại ca ta ta giống như trở nên so trước kia càng mạnh oanh oanh những năm nay gian khổ ngươi Vân Phi Dương đem mục oanh kéo nói Vân đại ca ngày hôm nay giúp người đột phá nửa bước nắm giữ càng mạnh tu vi nắm giữ dài hơn thọ nguyên, đi theo ta đến trời đất tối tăm. Nghĩ đến lúc trước, nếu như chính mình chế một bước, chính mình nữ nhân liền có khả năng vẫn lạc, hắn ôm chặt nàng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không buông tay. Vân đại ca, mục oanh dán tại trong ngực hắn, ôn nhu nói ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, cùng ngươi đến trời đất tối tăm, cùng ngươi đến sông cạn đá mòn. Bên trong đường hầm dâng lên từng đợt tình cùng yêu khí tức, dừng lại xoay tròn hai khối uyên ương ngọc, phảng phất nhận cảm nhiễm, lần nữa dung hợp được, vây quanh mục oanh xoay tròn tựa như nghịch ngợm tinh linh vân phi dương kinh ngạc nói cái này là vật gì mục oanh nói nghe vừa rồi lão giả nói vật này tên là uyên ương âm dương ngọc uyên ương âm dương ngọc vân phi dương chưa nghe nói qua nói oanh oanh lúc trước phát sinh cái gì hồng đạo tử tại sao lại rơi vào kết quả như vậy hắn không cho rằng chính mình nữ nhân có giết nửa bước đại đạo huyền tiên năng lực bên trong khẳng định tồn tại biến cố mục oanh cũng rất mê mang nhưng vẫn là đem lúc trước nhìn thấy sự việc một năm một người tự thuật đi ra vân phi dương biết được về sau nhìn lấy treo ở bên người nàng lục ngọc nỉ non nói vật này cần phải có thu lấy người khác năng lượng công năng hồng đạo tử chính là như vậy vẫn lạc mục oanh nói vân đại ca ý là cái này trí bảo đem lão nhân năng lượng thu lấy sau đó toàn thua đưa cho ta ừm vân phi dương nói căn cứ nghe được chỉ có thể giải thích như vậy mục oanh mờ mịt nói vật này ta mới vừa vặn đạt được lại không nhận chủ khác vì sao muốn đem năng lượng cho ta đâu. Vân Phi Dương cũng khó mà giải thích, nhưng nói, năm đó ở đại mộ, người thì vì tiện đạt được linh lung ngọc, có lẽ trời sinh cùng ngọc khí trí bảo hữu duyên đây. Tựa như là dạng này nha, Mục Oanh nhìn lấy vây ở bên người đi dạo uyên ương âm dương ngọc, tiên niệm tới câu thông, nhất thời phát hiện không có cái gì mâu thuẫn, phảng phất thật tán đồng chính mình. Vân Đại ca, khác giống như không ghét ta, oanh oanh, vật này là ngươi, nhanh thu lại, ừm, Mục Oanh tâm niệm nhất động, treo lơ lửng giữa trời uyên ương âm dương ngọc nhất thời được thu vào không gian giới chỉ bởi vậy có thể thấy được thật đã đem nàng làm làm chủ nhân lão ra hỏa vân phi dương nhìn về phía khô quắt thi thể nhếch miệng cười nói trong cơ thể ngươi năng lượng trợ ta nữ nhân đột phá nửa bước nên làm sao hảo hảo cảm tạ ngươi nếu như hồng đạo tử còn sống khẳng định sẽ bị câu nói này tươi sống tức chết lúc trước ngưng tụ pháp tắc chi lực có đem mục oanh giết chết đến đả kích vân phi dương tính toán kết quả không những không có toại nguyện còn giúp người ta đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên buồn hồ ai tai a à, vân phi dương một tay phất lên tam thiên hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt bao phủ hồng đạo tử thi thể đem đốt hóa hư vô các loại năng lượng cho hết mục oanh thi thể dù là hoàn chỉnh cũng không có bất kỳ giá trị gì trực tiếp hỏa táng xem như kết cục tốt nhất oanh oanh vân phi dương nói chúng ta đi thôi tiếp tục tìm kiếm chủ mộ vân đại ca mục oanh nói nơi này còn có rất nhiều chôn cùng mộ Chúng ta không bằng trước đem bên trong bảo vật đều lấy ra đi. Cũng tốt, Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, trên là bàn hiện ra năm khối đạo hóa lệnh bị toàn bộ tìm tới, để hắn không có hứng thú gì đi tìm chôn cùng mộ. Nhưng Mục Oanh lại tại bên trong, tìm tới có thể thu lấy võ giả năng lượng lục ngọc, nhất thời thì ý thức được, tản mát chôn cùng trong mộ có lẽ thì tồn tại không sai trí bảo đây. Huyết tổ chạy, không đạo tử chết, Vân Phi Dương cũng không vội mà đi tìm chủ mộ, bắt đầu đi theo Mục Oanh thăm dò từng cái chôn cùng mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người vào xem rất nhiều chôn cùng mộ, cũng thu hoạch được không ít trí bảo. Nhưng chỉnh thể phẩm chất cũng không tính quá cao, miễn cưỡng có thể cho la mục bọn họ sử dụng. Vài ngày sau, tàn mát tại các nơi chôn cùng mộ, bị bọn họ toàn bộ vào xem, các loại trí bảo nắm bắt tới tay mềm. Bên trong cũng có thu hoạch, tỉ như tại một cái chôn cùng trong mộ, thu hoạch được phẩm chất cực cao khoáng thạch. Vật này sợ là mạnh hơn so với thiên nhân tinh hồn thạch, Vân Phi Dương nỉ non nói, có thể giao cho Âu Dương Tuệ trợ cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp. Từ khi trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện về sau, trừ trường sinh chung bên ngoài, hắn trên cơ bản đều dùng qua loại hình phòng ngự trang bị, chủ yếu là chiến giáp tầng thứ không cao, cung cấp phòng ngự rất mơ hồ. Thực phân đại tiện thần sớm đã có cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp suy nghĩ, dù sao vật này cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tại thần giới đi theo rất nhiều năm. Một mực không có hành động, cũng là bởi vì khó có thể tìm tới không sai tài liệu. Bây giờ theo mộ địa tìm được phẩm chất cao hơn thiên nhân tinh hồn thạch khoáng thạch, tự nhiên là có ý tưởng. Không được, tạo hóa giới chỉ, Âu Dương Tuệ nhìn lấy lấp lóe ánh sáng khoáng thạch, lắc đầu nói, bằng vào ta kỹ thuật, khó có thể giúp người cải tạo chiến giáp. Thiên nhân tinh hồn thạch đều hao phí mấy ngàn năm, mới chú tạo ra một trang bị tới. Loại này cao hơn khoáng thạch, khẳng định để cho nàng khó giải quyết. Không thử một chút, Vân Phi Dương nói, Âu Dương Tuệ nói, người có tam thiên hỏa diễm lại có thiên dược tộc đại luyện khí thuật, là sao không chính mình cải tạo nhất định để ta tới đâu vân phi dương cười nói bởi vì ta lười âu dương tuệ nguyết hắn một cái nói cho nên liền đem loại này độ khó cao sự việc giao cho ta một nữ nhân tới làm vân phi dương nói không phải cũng là vì đề cao ngươi chú tạo kỹ thuật a à. quên đi âu dương tuệ nói thì loại này cấp bậc khoáng thạch ta căn bản khó có thể luyện chế cưỡng ép đến kết quả chính là không công lãng phí hết gặp nàng nói nghiêm túc như vậy vân phi dương nâng cầm lên nói đã như vậy vậy thì do ta tới tự mình cải tạo, người ở bên cạnh đánh trợ thủ. chương 2488, chương cải tạo, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Vân Phi Dương không phải lười, là không nghĩ tới lãng phí quá nhiều thời gian, đặt ở chú tạo bên trên. Âu Dương Tuệ đã tinh thông đạo này, lại gần như si mê, sao cho nàng cũng là nghĩ để đề bạt kỹ thuật, đồng thời vì chính mình chống đi thời gian tới. Hiện tại không được, bởi vì Âu Dương Tuệ là thật khó có thể khống chế. Nếu như cứng rắn muốn đi chú tạo lời nói, kết quả khẳng định là lấy thất bại kết thúc, từ đó không công lãng phí hết. Thậm chí, nhìn lấy cái kia toàn thân lấp lóe ánh sáng, thấu phát cẩn trọng khí tức khoáng thạch, Âu Dương Tuệ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Không có cách nào, ưa thích làm vung tay trưởng quỹ Vân Phi Dương, chỉ có thể tự mình mặc giáp trụ ra trận. Thành như Âu Dương Tuệ nói, tên này nắm giữ tam thiên hỏa diễm, lại có đại luyện khí thuật, đến cải tạo chiến giáp, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất, thí sinh thích hợp nhất. Làm thế nào, đi vào chú tạo trước đài vân phi dương dò hỏi âu dương tuệ nói người đã muốn cải tạo chiến giáp liền cần đem nguyên lai chất liệu cùng cái này khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp đương nhiên nàng nghĩ một lát nói bằng vào ta đến xem người không bằng trực tiếp dùng cao cấp khoáng thạch đến chế tạo chiến giáp nói thế nào vân phi dương nói âu dương tuệ giải thích nói một cải tạo chiến giáp độ khó khăn lớn hơn sáng tạo chiến giáp hai cải tạo cần từ nguyên vật liệu cùng tài liệu mới dung hợp cái này không chỉ có cực kỳ tiêu hao thời gian, còn dễ dàng xuất hiện bài xích lực, dù là lớn nhất cuối cùng thành công, cũng sẽ biến thành phổ thông chiến giáp. Thì ra là thế, Vân Phi Dương hiểu rõ. Âu Dương Tuệ nói, cho nên, người tốt nhất cầm khối quáng thạch này, chế tạo hoàn toàn mới chiến giáp, bởi vì chỉ cần chú tạo thành công, phòng ngự cường độ thậm chí so cải tạo còn mạnh hơn. Đây là người chú tạo đại sư cho ra lớn nhất chuyên nghiệp đề nghị. Nhưng mà, Vân Phi Dương lắc đầu nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trải qua luyện hóa, nắm giữ thực lực mạnh hơn đến đi theo ta, thái hư bạch kim chiến giáp thì bị vắng vẻ quá lâu, vô luận như thế nào ta đều chọn cải tạo, mà không phải chế tạo lần nữa chiến giáp. Người ngốc A, à, Âu Dương Tuệ nói, đem chế tạo chiến giáp đặt tên là thái hư bạch kim chiến giáp không phải là được rồi A. À. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tên có thể thay thế, cảm tình thay thế không? Tốt A, à, Âu Dương Tuệ ngưng trọng nói, có một chút ta phải rõ ràng nói cho ngươi, nếu như tại cải tạo trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi chiến giáp hội vỡ nát, thậm chí không cách nào chữa trị. Vân Phi Dương trầm mặc, sờ qua, nỉ non nói, để nó làm lựa chọn đi. Xoát, một tay phất lên thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra giữa không trung. Có lẽ thật quá lâu không có sử dụng, cái này đã từng nương theo chiến đấu chi thần Nam Trinh Bắc chiến chiến giáp, không có đã từng khí thế như hồng bạch mang. Ông bạn già, Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt chiến giáp nói, thật có lỗi, vắng vẻ người quá lâu. Ông, thái hư bạch kim chiến giáp hơi run rẩy, phảng phất tại đáp lại chủ nhân. Vân Phi Dương chỉ chú tạo trên đài khoáng thạch, nói, ngày hôm nay, ta cho ngươi một cái cơ hội, đến trở nên càng mạnh, nhưng hạ chàng sẽ vẫn lạc, ngươi tới làm ra lựa chọn đi. Hưu, thái hư bạch kim chiến giáp bay lượn đến chú tạo trên đài, nhất thời lấp lóe lóa mắt bạch mang, hiển nhiên đây là tại nói cho chủ nhân, chính mình nguyện ý trở nên càng mạnh, không quan tâm vẫn lạc. Nếu có một cái mạnh lên cơ hội đường bầy ở trước mắt, dù là cửu tử nhất sinh, khẳng định sẽ có rất nhiều võ giả lựa chọn đi qua. Người sống tại thế, vì cũng là mạnh lên, nếu như không thể làm đến, còn không bằng chết. Giờ phút này thái hư bạch kim chiến giáp, cũng là tâm tính này. Bị chủ nhân vắng vẻ, khác không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì sâu biết rõ được, năng lực chính mình có hạn, sớm đã vô pháp vì hắn mang đến phòng ngự, vì hắn mang đến an toàn. Bây giờ đã có mạnh lên lựa chọn, dù là con đường này thập tử vô sinh, chính mình cũng nhất định phải hội nghĩa vô phản cố đi qua. Chủ nhân, ta phải trở nên mạnh hơn. Ta muốn đi theo ngươi trình chiến đến Vĩnh Cửu." Thái hư bạch kim chiến giáp bên trong, truyền đến yếu ớt lại không cam lòng thanh âm. Âu Dương Tuệ trừng to mắt, "Chiến giáp này phẩm chất rõ ràng không cao, bên trong cũng không có khí linh, là sao có thể phát ra thanh âm?" "Nghe được sao?" Vân Phi Dương chân thành nói, "Đây là khác tiếng lòng, khác la lên." Âu Dương Tuệ khóe miệng hơi rút, làm một tên đỉnh phong chú tạo đại sư, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có khí linh trang bị hội thổ lộ ra bản thân tiếng lòng. Được Vân Phi Dương một tay phất lên, tam thiên hỏa diễm xuất hiện, nói cải tạo. Vù vù, vừa dứt lời, tràn ngập nhiệt độ cực kỳ cao độ 3.000 loại hỏa diễm, trong nháy mắt nhào về phía thái hư bạch kim chiến giáp, đem luyện hóa thành chất lỏng. Nhìn thấy như thế quả quyết, nhanh chóng như vậy đem chiến giáp cho thiêu, Âu Dương Tuệ im lặng nói đây cũng quá làm loạn đi. Tiếp xuống làm thế nào? Vân Phi Dương nói, Âu Dương Tuệ kém chút thổ huyết, không biết phải làm sao, thì hào khí ngàn vạn đem chiến giáp hòa tan mất, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu nha. Hòa tan cao cấp khoáng thạch, tốt, Vân Phi Dương thao túng tam thiên hỏa diễm, đem lấp lóe ánh sáng khoáng thạch bao phủ, bắt đầu điên cuồng nhất đốt cháy. Cho đến mấy năm đốt cháy, mới lấy hóa thành chất lỏng. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Tuệ một mực đang Vân Phi Dương ra chỉ thái hư bạch kim chiến giáp, làm không thể ngưng kết, nếu không đã sớm ở ra rắm. Ai, đụng tới như thế một cái ổ tả chủ nhân, cũng không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Bước kế tiếp, Vân Phi Dương nói, Âu Dương Tuệ nói, đem cả hai dung hợp, lấy tam thiên hỏa diễm cùng đại luyện khí thuật phụ trợ tiếp tục dung luyện, cho đến triệt để dung hợp mới thôi. Được, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hai cỗ khác biệt khoáng thạch hóa thành chất lỏng dung hợp. Chú ý, Âu Dương Tuệ nói, cao phẩm chất khoáng thạch có cực mạnh công kích tính, người phải áp chế, đừng cho khác đưa người chiến giáp chất lỏng thôn phệ. Cái gọi là cải tạo, cũng là cả hai dung hợp. Nếu như một phương đem một phương khác thôn phệ, chẳng khác nào thất bại, dù là trở thành chiến giáp, cũng không phải đã từng. Vân Phi Dương đã ý thức được, quá trình dung hợp bên trong ý thức được, cao dài chất lỏng tại điên cuồng khi dễ ông bạn già, lúc này cưỡng ép can thiệp, âm thanh lạnh lùng nói, người dám khi dễ khác, ta vài phút đem người đốt hóa hư vô. Bởi vì đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, hắn lời nói này ra còn mang theo không thể ngỗ nghịch chúa tể chịu uy Mà cái kia nóng lòng muốn thử cao phẩm chất chất lỏng, nhất thời trung thực lên. Vù vù, tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Vân Phi Dương vận chuyển đại luyện khí thuật, không ngừng rèn luyện hai loại chất lỏng, làm dần dần dung hợp được. Cấp thấp khoáng thạch cùng cao đẳng khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp, cơ bản không thể nào, nhưng làm người cấp bậc quá cao, có thể tùy tiện đem trước mặt mặt sát. Nhưng ở tạo hóa giới chỉ, có Vân Phi Dương dạng này kéo lại cái ra hỏa tại. Thái hư bạch kim chiến giáp không những không có bị khi phụ, ngược lại tại quá trình dung hợp bên trong thủy trung chiếm thượng phong. Không có cách nào, người ta hậu trường cứng rắn, cư nhiên mạnh hơn thiên nhân tinh hồn thạch, cũng chỉ có thể biệt khuất lấy. Âu Dương Tuệ cao mày nói, muốn cho chiến giáp nắm giữ cao hơn phòng ngự cường độ, phải từ cao phẩm khoáng thạch chiếm cứ chủ đạo, người như vậy áp chế, để thái hư chiến giáp lấy tới quyền chủ đạo, coi như cải tạo thành công, uy lực cũng sẽ rất yếu. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta có chừng mực, hắn phân tắc tiếp tục áp chế cao phẩm khoáng thạch dung luyện chất lỏng, để thái hư chiến giáp thủy chung như một chiếm cứ quyền chủ đạo. Âu Dương Tuệ thấy thế, lắc đầu nói, uổng phí hết một khối cao phẩm khoáng thạch. Chưa hẳn, Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, chợt đem hỏa diễm thu hồi. Vù vù, thoát ly hỏa diễm chất lỏng, trong nháy mắt ngưng kết, tại tiên niệm áp xúc hạ, dần dần hình thành chiến giáp hình thái. Thành công, Âu Dương Tuệ ngạc nhiên không thôi. Hưu, đột nhiên ở giữa, chú tạo thai phương vị, bạch mang trùng thiên, đem nguyên bản đêm tối tạo hóa giới chỉ, phủ lên thành ban ngày. Tình huống như thế nào? Sinh tồn ở thế giới bên trong võ giả, nhao nhao ra khỏi phòng khi bọn hắn mắt thấy thương khung ở giữa có một đạo uy nghiêm cẩn trọng ánh sáng hiện ra, phảng phất đem thiên địa liên tiếp, không không cả kinh nói, trời sinh dị tượng, đây là có trí bảo sắp xuất thế. chương 2489, chương chủ mộ. Đen nhánh tạo hóa giới chỉ bên trong, theo trùng thiên bạch mang nối liền trời đất, nhất thời bị phủ lên thành ban ngày. Đặt mình vào bên trong võ giả đều bị kinh động, bọn họ nhìn lấy cái kia trời sinh dị tượng, không không suy đoán, đây có lẽ là một loại nào đó trí bảo xuất thế vù vù bàng bạc bà cẩn trọng khí tức tràn ngập ra bao phủ chỉnh cái vị diện khiến người ta nổi lòng tôn kính thậm chí có đi cúng bái xúc động sao làm sao có thể đứng tại bạch mang trước âu dương tuệ trong đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin nàng biết thái hư bạch kim chiến giáp cùng cao cấp khoáng thạch dung hợp thành công nhưng vạn vạn nghĩ không ra thành hình trong nháy mắt hội thấu phát như thế cẩn trọng khí tức tiếp xuống làm thế nào vân phi dương nói âu dương tuệ tỉnh táo lại nói chờ hai loại tài liệu chân chính thích ứng cải tạo sau chiến giáp. A, à, Vân Phi Dương ứng một tiếng, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi chúng nó thích ứng, khóe miệng dơ lên mỉm cười. Tại cải tạo trong quá trình, một mực áp chế cao dài khoáng thạch, để thái hư bạch kim chiến giáp lấy tới quyền chủ đạo, khác cũng không có để cho mình thất vọng, thành công cùng đối phương dung hợp, cũng đem năng lượng chiếm thành của mình. Chiến giáp cải tạo, thực chẳng khác nào một trận so đấu. Người nào chiếm cứ ưu thế, ai sẽ thu hoạch được quyền khống chế tại vân phi dương kéo lại cái trong quá trình thái hư chiến giáp không chỉ có chiếm cứ ưu thế còn đem cao phẩm khoáng thạch năng lượng cho dung hợp đúng là như thế mới có chiến giáp thành hình về sau bạch mang sông vào mây trời dị tượng nói đơn giản tại vân phi dương can thiệp hạ thái hư chiến giáp không những không có bị cao phẩm khoáng thạch thôn phệ ngược lại đem nó cho dung hợp lấy tới quyền khống chế tuyệt đối từ đó để tự thân có chất bay vọt âu dương tuệ nếu như biết khẳng định sẽ càng khiếp sợ cấp thấp khoáng thạch đến trưởng khống cao đẳng khoáng thạch, cái này hoàn toàn vi phạm chú tạo chi đạo nguyên lý. Không có cách nào, chỉ cần có vân phi dương tại, hết thảy nguyên lý thậm chí chân lý, đều là bị dùng để lật đổ, bị nặng mới thành lập. Núi liền trời đất bạch mang, đang kéo dài một đoạn thời gian rất dài sau mới dần dần tiêu tán. Đi qua cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp còn treo ở chú tạo trên đài, quanh thân có ánh sáng choáng bao phủ, uy nghiêm cẩn trọng khí tức càng thêm nồng đậm. Thành công, Âu Dương Tuệ nói, lần này là chân chính thành công bởi vì theo tản mát ra ánh sáng đến xem hai loại khoáng thạch dung hợp về sau đã triệt để thích ứng chiến giáp vân phi dương nói ông bạn già tới đi để ta nhìn ngươi hiện tại cường độ hưu thái hư bạch kim chiến bay tới đem hắn triệt để bao phủ lấp lóe lóa mắt ánh sáng tiếp cận ánh sáng tiêu tán hết thảy có thể thấy rõ ràng chỉ thấy vân phi dương chiến giáp khoác thân thể mà hắn còn một tay phất lên sau lưng trống rỗng xuất hiện áo trắng tại gió mát quét phía dưới bay múa người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên lúc trước hắn một bộ áo trắng khoác thân thể giống như nhẹ nhàng thế gia công tử ca bây giờ chiến giáp khoác thân thể nhất thời còn như thần binh thiên tương thế nào vân phi dương thiêu thiêu tóc đen cười nói có đẹp trai hay không xác thực rất đẹp trai điểm này âu dương tuệ không cách nào nghi vấn nhưng nàng lại bĩu môi nói chiến giáp là dùng đến phòng ngự không phải dùng để đùa nghịch Vân Phi Dương cười nói, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hiện tại phòng ngự, nếu như dùng võ đạo cảnh giới để hình dung, cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Chiến giáp khoác thân thể trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, quanh thân ngưng tụ cực mạnh phòng ngự, loại cường độ này thậm chí không kém gì hồng đạo tử lúc trước ngưng tụ đạo giới. Càng hiếm thấy hơn là, chiến giáp tuy nhiên đi qua cải tạo, dung hợp một loại khác khoáng thạch, nhưng này loại khí thức quen thuộc vẫn còn tại, thật giống như không biến hóa. Nói nhảm, toàn bộ hành trình đè ép cao phẩm khoáng thạch để thái hư chiến giáp trưởng khống chủ đạo bây giờ chiến giáp dung hợp cải tạo thành công khẳng định vẫn là nguyên lai like cách điều chế nguyên lai like mùi vị chỉ là tại phòng ngựa cường độ bên trên có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn nhân cảm tình duyên cớ vân phi dương lựa chọn cải tạo thái hư bạch kim chiến giáp cái sau cũng rất không chịu thua kém không chỉ có dung hợp cao phẩm khoáng thạch còn thành công đạt được thăng hoa còn về phòng ngự phía trên mạnh bao nhiêu thì không cách nào đến cẩn thận chắc thí chỉ có đi qua thực chiến mới có thể có biết rõ. Có điều Vân Phi Dương có thể suy đoán ra, mặc vào cải tạo sau thái hư bạch kim chiến giáp, hình thành phòng ngự, cũng không yếu tại trường sinh chung phòng ngự. Trường sinh chung là Vân vực tổ tiên lưu lại, bàn về tầng thứ khẳng định phi thường cao, nhưng muốn chân chính trưởng khống, phải nắm giữ cảnh giới cao hơn mới được. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có nửa bước, khoảng cách hoàn mỹ khống chế còn kém một khoảng cách, ngược lại, đi theo chính mình nhiều năm thái hư bạch kim chiến giáp, lại có thể hoàn mỹ kích phát ra phòng ngự tới. Ông bạn già, hiện tại ngươi cũng thay đổi mạnh, về sau liền theo ta, sông sáo vũ trụ đi. Vân Phi Dương dỗ dành lấy chiến giáp nói, ông, ông, thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe lóa mắt bạch mang. Bất quá, Vân Phi Dương nói, trước tiên, vẫn phải trước cho ngươi tìm khí linh, như thế mới có thể triệt để kích phát chiến giáp phòng ngự. Khí linh ra chỉ vũ khí, đồ phòng ngự, bảo vật bên trên, có cực kỳ trọng yếu tác dụng, thái hư bạch kim chiến giáp nếu có khí linh, hình thành phòng ngự khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa. Chủ nhân, bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ nói, ta có thể chính mình ngưng tụ ra khí linh, không cần đi tìm hắn. Đây là thái hư bạch kim chiến giáp đang nói chuyện, không có khí linh, có thể cùng chủ nhân câu thông, quả thật không thể tưởng tượng. Thực cũng là theo chân vân phi dương thời gian lâu dài, cả hai thành lập thâm hậu cảm tình, từ đó khai linh trí. Chí. Đây chính là khí linh sinh ra bước đầu tiên, theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ hình thành linh thai, hình thành linh đồng, sau cùng thành là chân chính trưởng khống chiến giáp khí linh. Như thế cũng tốt, Vân Phi Dương từ bỏ lúc trước tính toán, để Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chính mình đến ngưng tụ khí linh. Chiến giáp cải tạo hoàn tất sau, hắn cũng coi như lại tâm nguyện, đem tâm tư thả đang tìm kiếm chủ mộ bên trên. Vân đại ca, trong lúc đó, Mục Oanh một mực thôi diễn, chỉ về đằng trước thông đạo nói, chủ mộ đang tại phía trước. "Đi." Vân Phi Dương lôi kéo nàng, dung nhập u ám thông đạo, mà tại lần lượt đi ngang qua mấy cái động phủ về sau, sau cùng xuất hiện tại một cái dưới đất trong cung biệt. Cái cung điện này phi thường lớn, dù là lúc trước đi ngang qua động phủ cộng lại, đều khó mà hơn được. Vân Đại ca, Mục Oanh cười nói, nơi này chính là chủ mộ. Ừm, Vân Phi Dương mang nàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Rất nhanh, hiện ra trước mắt thì là từng tôn sinh động như thật thạch tượng. Vân Đại ca, Mục Oanh kinh ngạc nói, đây đều là chôn cùng mộ mộ chủ người. Không sai, Vân Phi Dương cũng nhận ra, tinh kỹ khẽ đếm, thạch tượng phía trên số lượng cùng chôn cùng mộ bằng nhau mục oanh khó hiểu nói rõ ràng có nhiều như vậy người bồi táng là sao còn muốn đem bọn họ thạch tượng thả ở chỗ này đâu tại trộm mộ một hàng bên trong có người bồi táng cũng có chôn cùng thạch tượng thuyết pháp trước mặt lấy cái chết người chôn cùng cái sau thì lại lấy thạch tượng phương thức để thay thế người bồi táng dưới tình huống bình thường có người bồi táng liền sẽ không có chôn cùng thạch tượng có chôn cùng thạch tượng liền sẽ không có người bồi táng trong cung điện bày biện ra mộ chủ người thạch tượng hình thành bản tôn chôn cùng Thạch tượng cũng theo chôn cùng, cái này khiến Mục Oanh vô cùng khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương bởi vì không hiểu trộm mộ, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà chính là nhìn lấy thạch tượng, nhếch miệng cười nói, oanh oanh, thạch tượng sử dụng khoáng thạch chất liệu, giống như đều không phổ thông a. Chương 2490, chương sau cùng khảo nghiệm. Chương trước chương sau, tại Mục Oanh thôi diễn hạ, Vân Phi Dương thuận lợi tìm tới chủ mộ. Cái kia to như vậy lòng đất cung điện, theo quy cách cùng thấu phát cẩn trọng khí tức xem ra cũng xứng đáng với chủ mộ ngoài ý muốn là trong điện đứng thẳng từng tôn sinh động như thật thạch tượng lại cùng chôn cùng mộ chủ người giống như đúc đã có người bồi táng lại xuất hiện chôn cùng thạch tượng như thế kỳ quái thao tác để tinh thông trộm mộ chi thuật mục oanh vô cùng khó có thể lý giải được vân phi dương chú ý điểm không ở nơi này mà là tại thạch tượng chất liệu bên trên cho nên nhếch miệng cười nói oanh oanh thạch tượng sử dụng khoáng thạch chất liệu giống như đều không phổ thông a Vân đại ca, Mục Oanh nói, trôn cùng thạch như một loại đều thiết lập cấm chế, tuyệt đối không nên tùy ý đụng vào. Lại nói muộn, bởi vì, Vân đại tiện thần đã đi qua, tiện tay đụng mỗ tôn thạch tượng. Ông, ông, trong khoảnh khắc, lưu giữ ở chỗ này mấy chục vị thạch tượng, run rẩy lên một cách điên cuồng, phảng phất tại giải trừ một loại nào đó phong ấn. Phiền phức, Mục Oanh liễu mi hơi nhíu, Vân Phi Dương cũng ý thức được chính mình giống như gặp rắc rối, sau đó lúc này liền muốn lui lại. Nhưng mà, vừa mới giơ chân lên thạch tượng đột nhiên động cũng cấp tốc đem hắn vây quanh ở bên trong hiu hiu lưu quang kết giới hiện ra hình thành cùng loại với lồng giam trận pháp vù vù cẩn trọng mà uy nghiêm khí thức tràn ngập mà đến bị vây ở trong trận pháp vân phi dương cảm nhận được cuốn tới khí thức về sau sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên giờ phút này hắn có thể ý thức được loại này từ thạch tượng hình thành trận pháp xa mạnh hơn xa huyết điện thành viên tại bên ngoài bố trí huyết hải hóa ma trận vân đại ca Mục oanh cũng bị vây lại, nàng xem thấy bốn phía lưu quang kết giới nói, đây là mộ táng thạch tượng đại trận. Vân Phi Dương nói, rất lợi hại. Mục oanh nói, tộc ta truyền thừa ký ức từng đề cập tới loại trận pháp này, là từ chôn cùng thạch tượng vì chủ trận nhãn, hình thành uy lực quyết định bởi thạch tượng nguyên hình vũ giả cảnh giới. Vân Phi Dương khóe miệng co giật đi ra, thủ tại trong cung điện thạch tượng, nguyên hình đều là chôn cùng mộ mộ chủ. Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng theo lưu giữ tại khí thức đến xem, lúc còn sống rõ ràng đều là là nửa bước đại đạo huyền tiên A. Người trẻ tuổi, đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm già nua, người tu luyện ta chi tâm pháp, lại xuất hiện mộ địa, quả thật duyên phận không cạn. Hôm nay cái này mộ táng thạch tượng đại trận, chính là ngươi sau cùng khảo nghiệp, nếu như thuận lợi thông qua, liền có thể đạt được ta lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấn. Thanh âm truyền lại đến sau cùng, càng ngày càng yếu kém, giống như có lẽ đã đến đèn cạn dầu cấp độ. Vân Phi Dương sau khi nghe được cũng không có kinh ngạc, mà chính là nỉ non nói, cái này người nói chuyện, chẳng lẽ chính là đạo hóa lão nhân. Hưu, nhưng vào lúc này, trong trận pháp lưu quang lấp lóe một tên thân xuyên chiến giáp trung niên nhân, dần dần phơi bày ra. Hắn nhìn qua uy vũ bất phàm, lại như ẩn như hiện, phảng phất cũng không phải là thực thể, mà chính là lấy mỗi loại năng lực biến ảo mà thành. Người này, Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, không phải liền là chôn cùng mộ mộ chủ một trong sao. Xoát, trung niên nhân một tay phất lên, hư không hiện ra ngân quang lóng lánh đại đao, nói tiểu tử, đến chiến. Ngắn gọn bốn chữ, khí thôn sơn hà, phóng khoáng ngàn vạn. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến, cái này mộ chủ lúc còn sống định là phi thường hào sảng, vô cùng mưu cầu danh lợi chiến đấu cường giả. Tốt, Vân Phi dương ánh mắt nóng rực nói, đến chiến. Bang, hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe mãnh liệt kiếm ý cùng chiến ý. Vân Đại Tiện Thần cũng thích vô cùng chiến đấu, riêng là đối mặt cảnh giới không kém cường giả. Ừm, Trung niên nhân khẽ giật mình, tiếp theo cười to nói, không nghĩ tới, hôm nay có thể đụng tới cùng mình có tương đồng yêu thích hiếu chiến chi đồ. soát tiểu tử, tiếp chiêu, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên chém xuống, nhất thời hình thành thế đại lực trầm đao khí. Vân Phi Dương thấy thế, ánh mắt càng thêm nóng rực, tiếp theo cất bước mà ra, giờ kiếm chém ra cường thế cuồng ngạo kiếm khí. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trong trận pháp truyền đến trận trận bạo hưởng. Đao và kiếm hai loại khí tức, điên cuồng tràn ngập, khiến cho cỗ này chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Nhắc tới cũng kỳ, Vân Phi Dương cùng trung niên nhân đánh dị thường kịch liệt, hình thành khí lãng nhất trọng tiếp nhất trọng, đứng ở bên cạnh mục oanh, lại không bị lộng hành quấy rối nửa phần. Vì cái gì? Bởi vì đây là hai cái ưa thích chiến đấu người tại giao thủ, thậm chí trong đắm chìm quên thắng thua, quên hết mọi thứ, chỉ muốn thể biết chiến đấu mang đến khoái cảm. Không đi phân thắng bại chiến đấu, dù là bộc phát ra mạnh hơn khí thức, cũng không thể thương tới ngoại nhân. Huống chi, coi như đao kiếm chi khí giữ uy nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, mục oanh đột phá đến nửa bước, cũng có năng lực chống lại. Oanh, oanh, đao kiếm chạm vào nhau, liên tiếp không ngừng, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, vân phi dương cùng trung niên nhân càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hưng phấn. Cho đến chiến đấu ba ngày ba đêm, trong trận pháp đao kiếm khí thức mới dần dần nhược hóa, mới dần dần bình ổn lại. Ha ha ha, trung niên nhân thu đao, ngửa đầu cười to nói, thống khoái, thống khoái. Vân Phi Dương cũng là một mặt mỉm cười, đang đột phá đến nửa bước về sau, còn chưa có chưa từng đánh như thế thoải mái lâm ly. Bất quá, trung niên nhân nụ cười thu hồi, nói tiểu tử, người muốn lấy được ta chủ lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấn, nhất định phải đánh bại ta. Có thể, Vân Phi Dương cũng thu hồi nụ cười, quanh thân nhất thời hiện ra càng cường thế hơn kiếm ý, nói tiền bối, ta có một kiếm, nhưng là chảm diệt thiên địa, mời bình giám. Trung niên nhân ánh mắt nóng rực, hoành đao phía trước nói, tới đi, để ta kiến thức một chút. Vù vù, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra cường thế kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập trong trận pháp, cấp tốc hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt, phảng phất cùng chủ nhân hòa làm một thể. Ừm, trung niên nhân thấy thế, cả kinh nói, đây là kiếm đạo bên trong nhân kiếm hợp nhất. Không đúng, còn có người linh hợp nhất, chật chật, tuổi còn trẻ như thế, liền lĩnh ngộ cao thâm như vậy kiếm đạo tầng thứ, tương lai thành tựu không thể đoán trước nha trung niên nhân tuy nhiên sửa chữa là đao đạo, nhưng lúc còn sống cùng rất nhiều kiếm đạo cường giả giao thủ qua, tự nhiên biết giống Vân Phi Dương trẻ tuổi như vậy, thì lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm đạo tầng thứ có thể nói vảy rồng lông phượng. Vù vù, hắn nắm chặt chuôi đao, rót vào cường thế đao ý, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta có một đao có thể chảm nát nhật nguyệt tinh thần. Vân Phi Dương cười nói, vậy hôm nay chúng ta lợi dụng mỗi người mạnh nhất chiêu thức đến một phân cao thấp đi. Có thể, trung niên nhân khi nói chuyện, trong tay nắm đao đã rót vào thanh thế bảng bạc đao ý. Vân Phi Dương phóng xuất ra kiếm ý cũng không yếu, hai người tuy nhiên sạch thi triển mỗi người sát chiêu, nhưng đao kiếm khí thế đã trong không khí mãnh liệt chạm vào nhau lên. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm, Vân Phi Dương lạnh lùng quát, hưu, hưu, trong khoảnh khắc, treo ở trong trận pháp kiếm khí, điên cuồng dựa sát vào hỗn nguyên cản khôn kiếm, hình thành cự kiếm chém tới. Bá biển một đao, trung niên nhân quát to, chợt hai tay đột nhiên huy động bảo đao, chỉ thấy cường thế đao khí gào thét mà ra. Kiếm cùng đao, một cái bách binh chi quân, một cái bách binh chi gan. Vào hôm nay, tại trong trận pháp, mỗi người ngưng tụ trí cường khí tức, ngang nhiên đón lấy lẫn nhau. Chương 2491 6, Chương Mục Oanh, thay chiến. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên, cuồng bạo đao kiếm chi ý điên cuồng tràn ngập, thanh thế to lớn. Ông, ông, trận pháp lưu quang hàng rào, tiếp nhận hai cỗ lực lượng về sau, sinh ra kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời có sụp đổ, đáng tiếc đang chấn động sơ qua về sau vẫn là vững chắc xuống. Đối mặt khủng bố như thế đao kiếm lực lượng, có thể kiên trì nổi, cái này mộ táng thạch tượng đại trận thật là vù vù. Trong trận pháp, hai cỗ khí tức tại quấy cực hạn về sau cũng dần dần nhược hóa xuống tới. Thủy Trung đứng ở một bên quan chiến mục anh triệt để trước người đạo giới trong lòng âm thầm cả kinh nói lực lượng thật mạnh, thu lấy hồng đạo tử các loại năng lượng để cho nàng có thể có tư cách quan chiến mà không bị đến lộng hành quấy rối. Bang, lập thân phía trước Vân Phi Dương, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu vỏ kiếm, trên mặt xuất hiện mỉm cười nói, tiền bối, ta một kiếm này, ngươi nhưng là hài lòng. Trung niên nhân hoành đao mà đứng, cười nói, tiểu tử, ngươi một kiếm này, ta rất hài lòng. Đáng tiếc, người ta không phải một thời đại võ giả, nếu không, ổn thỏa thật tốt nghiên cứu thảo luận võ đạo. Nói đến đây, hắn âm thanh dần dần nhược hóa, bóng người cũng dần dần vỡ nát, cho đến triệt để phai mờ. Vừa rồi cường thế đối chiêu, hắn bại, bại thoải mái lâm ly, bại tâm phục khẩu phục, chỉ là sau cùng thanh âm bên trong, bộc lộ ra tiếc nuối, tiếc nuối sau khi chết lâu như vậy, mới đụng phải một cái cùng mình hứng thú giống nhau hiếu chiến chi đồ. Vân Phi Dương cũng thật đáng tiếc, dù sao, trên đời này có rất ít như thế thuần túy nhất hiếu chiến người. Tiền Bối, hắn nỉ non nói, nếu như ngươi còn tại thế, vừa rồi một đao kia, vãn bối không tiếp nổi. Vâng, căn bản không tiếp nổi sở dĩ có thể lấy tới thắng lợi sau cùng, là bởi vì đối phương sớm đã chết đi, dù là có trận pháp huyễn hóa ra hư ảnh, chiến đấu lực cũng không phải lúc còn sống đỉnh phong. Đỉnh núi biển, thành danh tại mấy chục vạn năm trước đỉnh phong đao khách, tự tu luyện võ đạo đến nay, liền chuyên chú vào đao đạo, theo không có chút nào dao động qua. Hắn sáng tạo bá biển một đao, càng là được công nhận là, tại thế này mạnh nhất đao kỹ một trong, nếu như có thể lĩnh hội cực hạn, có thể làm đến chảm nát nhật nguyệt tinh thần, chính là như vậy truyền kỳ đao khách, lại tại sau khi chết thật lâu, lấy một loại khác hình thái cùng hậu bối Vân Phi Dương gặp, cũng mở ra đao kiếm quyết đấu. Tuy nhiên bại, tuy nhiên có tiếc nuối, nhưng vừa rồi chiến đấu, vẫn là vô cùng thống khoái. Hưu, đỉnh núi biển biến mất về sau, trong trận pháp lần nữa ngưng tụ lưu quang, dần dần hóa thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn đồng dạng cũng là người bồi táng một trong, quanh thân bao phủ hùng hậu khí tức nói, nhóc con, người ta tới chiến. Được, Vân Phi Dương nghênh chiến, giờ phút này hắn đã ý thức được, cái này cái gọi là mộ táng thạch tượng đại trận, hội huyễn hóa ra người bồi táng, chính mình muốn làm liền là đem từng cái đánh bại, đến thông qua sau cùng khảo nghiệm. Những thứ này mộ chủ lúc còn sống đều là trong vũ trụ số một số hai đứng đầu cường giả, có thể cùng bọn hắn cách đời nhất chiến, quả thật chuyện may mắn. Hiu, hiu, lão giả tay áo dài vung lên, cuồn cuộn mà cẩn trọng pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến. Bên trong ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, hiển nhiên, mộ chủ lúc còn sống lấy tham ngộ pháp tắc chi lực tăng trưởng. Vân Phi Dương vi biểu tôn kính, không vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, đem chính mình lính ngộ ngũ hành pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí sinh tử pháp tắc toàn bộ phóng xuất ra. Oanh, trong khoảnh khắc, vô số pháp tắc chi lực chạm vào nhau, bày biện ra rằng co hình. Vân Phi Dương tại pháp tắc lính ngộ số lượng cùng pháp tắc lính ngộ trình độ bên trên, hoàn toàn không kém gì lão giả kia, cũng tại ngắn ngủi giao phong phía dưới lấy tới áp chế. Âm ầm, Cuối cùng, hắn bạo phát pháp tắc, thế như trẻ che phá mất đối phương pháp tắc, trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Đăng đăng đăng, lão giả lui nhanh mấy chục bước, đợi ổn định thân thể, sợ hãi than nói, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc, cũng lĩnh hội đến trình độ như vậy, lão phu mặc cảm. Đa tạ, Vân Phi Dương chắp tay cười nói, lão giả nói, nhóc con, cái này vừa mới bắt đầu, người muốn mặt đối với võ giả, sẽ chỉ mạnh hơn lão phu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng đi thanh âm nhược hóa, thân ảnh biến mất. Khi hắn biến mất về sau, lại có lưu quang ngưng tụ, huyễn hóa ra một tên dáng người uyển chuyển nữ tử. Khanh khách, nữ tử xinh đẹp cười một tiếng, nói, nhanh như vậy liền đem trước hai người đánh bại, người cái này anh Tuấn nhóc con, cũng là có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương thì không ngừng nói, đại tỷ, không cho nghỉ ngơi một chút không. Hắn còn có chiến đấu năng lực, nhưng dạng này liên tiếp không ngừng có cường giả xuất hiện, chính mình cư nhiên vượt qua kiểm tra cũng tuyệt khó bền bỉ uyển chuyển nữ tử cười nói đây là trận pháp thiết lập ta cũng không có cách nếu như ngươi không thể đánh có thể để cho người khác thay ngươi nha có thể thay mục oanh nói vân đại ca ta thay ngươi xuất chiến cái này vân đại ca ta có thể mục oanh ánh mắt kiên định nói vân phi dương theo nàng ánh mắt bên trong nhìn ra là hết sức chăm chú cho nên thay đổi ý nghĩ nói cẩn thận một chút ừm mục oanh gật gật đầu cất bước mà đi nói tới đi chúng ta đánh một trận Xoát, quyền chuyển nữ tử một tay phất lên trong tay đột nhiên hiện ra lấp lóe ánh sáng trường tiên phiền phức vân phi dương cau mày nói nữ nhân này có binh khí soát soát quyền chuyển nữ tử dơ lên trường tiên nhất thời hình thành một hàng đạo lưu quang chỉ hướng mục oanh rút đi qua Hưu, hưu, mục oanh gặp nguy không loạn kích phát đạo ý trong nháy mắt trước người hình thành đạo giới bành 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 cường thế lưu quang quất vào đạo giới bên trên tuy nhiên sinh ra cường thế nổ vang lại khó phá rơi thực chất hóa đạo giới phòng ngự vân phi dương thấy thế nhất thời buông lỏng một hơi sau đó linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu chữa trị hao phí năng lượng bành bành trong trận pháp uyển chuyển nữ tử không ngừng ngưng tụ lưu quang rút đi qua mục oanh còn thủy chung ngưng tụ đạo giới đến phòng ngự cục diện nhất thời lâm vào rằng co cái này vì vân phi dương tranh thủ không ít điều dưỡng thời gian ước chừng một lát uyển chuyển nữ tử có chút không kiên nhẫn bắt đầu không ngừng giữa không trung huy động trường tiên, hình thành từng đạo từng đạo cường thế lưu quang. Vù vù, trong trận pháp, theo lưu quang không ngừng tụ tập, nhất thời hình thành cường thế khí lãng. Xoát, một phen tụ lực về sau, uyển chuyển nữ tử vung roi mà đến, ngưng tụ tại không gian bên trong lưu quang, nhất thời hình thành quang trụ, hung hăng kéo xuống tới. Không tốt, Vân Phi Dương tuy nhiên tại điều thương tổn, nhưng vẫn chú ý chiến đấu, nhìn thấy cường thế lực lượng áp xuống tới, nhất thời lo lắng. Nhưng mà, để hắn hoảng hốt là, mục oanh ngược lại ngọc tay nhẹ vẫy, chỉ thấy một đạo lục quang bóng dưng bay ra, đón lấy rút tới quang trụ. Đây là uyên ương âm dương ngọc, khác sau khi xuất hiện, bay đến quang trụ khu vực cần phải đi qua, không ngừng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Hiu, hiu, cường đại hấp lực bạo phát, trong nháy mắt đem quang trụ năng lượng lôi kéo đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Uyển truyền nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, mà khi nàng muốn thu hồi lực lượng, kết quả lại ngay cả cùng trong cơ thể mình năng lượng cũng bị cùng nhau cho mạnh chảnh cứng rắn kéo ra ngoài. Vù vù, cuối cùng, tại thôn vệ hết thảy dưới vòng xoáy, người thứ ba mộ chủ bị thu lấy hư vô. chương 2492, chương không nguyện ý. Tại huyền ương âm dương ngọc trước mặt, huyền truyền nữ tử bên trong thân thể năng lượng bị thu lấy sạch sẽ, bóng người cũng triệt để tiêu tán. Ta đi, vân phi dương mắt trợn tròn, tuy nhiên bị thu lấy cũng không phải là chân chính bản tôn, chỉ là biến ảo hư ảnh, nhưng như thế thì tùy tiện giải quyết cái kia uyên ương âm dương ngọc thật là quá biêu hãn đi vân đại ca mục oanh đem trí bảo triệu hồi cười nói ta thắng những năm nay nàng một mực đang trộm mộ chi thuật vì vân đại ca cung cấp trợ giúp bây giờ dựa vào võ đạo có thể cấp cho trợ giúp khẳng định sẽ vui vẻ oanh oanh vân phi dương nói người bây giờ quá lợi hại đây là lời nói thật có uyên ương âm dương ngọc nơi tay dù là để một mình nàng đi vũ trụ hành tẩu vậy cũng thỏa thỏa không có vấn đề Nghe được Vân Đại ca tán dương, Mục Oanh cười càng vui vẻ hơn. Hưu, trong trận pháp lần nữa biến ảo lưu quang, một tên bắp thịt nổ tung võ giả bầy biện ra đến, hắn song quyền nắm chặt, ngạo nghễ nói, đến, đến, chúng ta tiếp lấy chiến. Mục Oanh vốn muốn tiếp tục thay chiến, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại nói, giao cho ta là được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trạng thái đã triệt để khôi phục. Ừm, Mục Oanh lui lại, yên tĩnh làm một cái người quan chiến. Vân Phi Dương đánh giá cái này thân cao tướng to mộ chủ, thầm nghĩ, người này khi còn sống cần phải chuyên chú vào lực lượng tu luyện. Vù vù, đúng vào lúc này, tên cơ bắp cất bước mà lên, nắm tay phải oanh tới, nhất thời hình thành cường thế năng lượng ba động. Theo cái kia thấu phát nhục thân chi lực đến xem, Vân Phi Dương suy đoán không sai. Xoát, hắn cất bước mà lên, giơ quyền đầu minh đón. Hảo tiểu tử, tên cơ bắp nói, dám cùng ta cứng đối cứng, người thật là có can đảm lượng. Bành, trong khoảnh khắc, hai người quyền đầu hung hăng chạm vào nhau, phảng phất hai cái cục sắt đụng vào nhau, nhất thời truyền đến một ngạt nổ vang âm thanh. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lui lại mấy chục bước, nắm tay phải truyền đến căng đau. Tên cờ bắp cũng lui, mà lại lui so với hắn nhiều mấy bước, đợi ổn định thân thể về sau, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, người cái này tinh thông kiếm đạo nhóc con, sẽ có được như thế thuần túy nhục thân chi lực. Phải, Vân Đại tiện thần thân thể cùng lực lượng, nhưng là trải qua vạn lôi oanh tạc, trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, tạm được vân phi dương cười nói tên cơ bắp lần nữa nắm tay quanh thân hiện lên cẩn trọng nhục thân chi lực nói lại tiếp ta một quyền vù vù đột nhiên vung đi lực lượng rõ ràng so lúc trước càng mạnh vân phi dương chẳng sợ hãi vẫn chính diện nghinh đón hai người nhất thời tại trong trận pháp mở ra nhục thân chi lực đối kháng loại này chiến đấu không liên quan đến pháp tắc cùng vũ kỹ tuy nhiên thanh thế rất lớn nhưng cũng không đặc sắc thậm chí hơi có vẻ một ngạt oanh trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối bính mấy chục lần. Đợi lại phải tách ra, tên cơ bắp lui nhanh mấy chục bước, đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn hơi có vẻ dữ tợn, quyền đầu truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Trái lại Vân Phi Dương, tuy nhiên cũng rất khó chịu, lại mặt không đổi sắc nói tiền bối, đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, người không phải đối thủ của ta. Không sai, tên cơ bắp nói ta không phải người địch thủ. Khi nói chuyện, bóng người tiêu tán, những thứ này mộ chủ người, đều lấy chính mình năng khiếu đến đối địch nếu như không cách nào lấy tới áp chế liền sẽ phai mờ tên cơ bắp biến mất về sau lại có mộ chủ xuất hiện tiếp nhận hắn tiếp tục cùng khảo nghiệm người chiến đấu vân phi dương dĩ nhiên minh bạch trận pháp nguyên lý chỉ cần có người xuất hiện đều là ai đến cũng không có cự tuyệt tới chiến đấu oanh oanh trong trận pháp không ngừng truyền đến giao thủ âm thanh mà theo thời gian ra chuyển rời từng người từng người ký chủ bị đánh bại vỡ nát hư vô có mộ chủ am hiểu một loại nào đó thuộc tính, có mộ chủ nắm giữ một phương năng khiếu, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Vân Phi Dương đánh bại. Vù vù, trong trận pháp, cường đại linh hồn lực tràn ngập, mà tên kia vừa mới xuất hiện mộ chủ, cuối cùng khó có thể chịu đựng nhất thời vỡ nát hư vô. Tên này cũng là thẳng bi kịch, lấy tu luyện linh hồn lấy sưng, kết quả lại là miểu sát thua ở Vân Phi Dương trước mặt. Không có cách nào, Vân Đại tiện thần mạnh nhất thì là linh hồn. Phương diện này, dù là huyết tổ, cũng chưa chắc có tự tin chiếm thượng phong. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, tiếp xuống cái này giao cho ngươi, ta nghỉ ngơi một chút. Ừm, Mục Oanh gật đầu, lần nữa thay chiến. Trùng hợp là, đến tiếp sau đi ra mộ chủ, đồng dạng am hiểu linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn công kích. Nhưng đối mặt nắm giữ linh lung ngọc Mục Oanh, lại phảng phất ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, hung hăng đánh vào trên bông như vậy mềm yếu bất lực. Không nghĩ tới, người bé con này cũng có cường đại như thế linh hồn lực mộ chủ hổ thẹn không thôi, sau đó tiêu tán hư vô. Hắn lý giải sai, bởi vì mục oanh linh hồn cường độ giống như vân phi dương mạnh. Trên thực tế, mục oanh có thể chống cự linh hồn công kích, toàn là bởi vì nắm giữ linh lung ngọc duyên cớ. Trận pháp khảo nghiệm tiếp tục tiến hành, vân phi dương cùng mục oanh đang không ngừng thay thế, lần lượt đánh bại lấy xuất hiện mộ chủ. Nói thật, lúc này không thể không sách hồng đạo tử, nếu như không có hắn cống hiến, để mục oanh có thể đột phá đến nửa bước, Vân Phi Dương một người đối mặt mộ chủ xa luân chiến, khẳng định đã sớm nghỉ cơm. Vân Đại ca, ta có chút mệt mỏi, người đến đánh đi. Ừm, Vân Phi Dương tiếp tục xuất chiến. Khi hắn đem mới xuất hiện mộ chủ đánh bại về sau, một tên tóc dài tán loạn lão giả xuất hiện, không có tình cảm chút nào bộc lộ, nói, nhóc con, ta chính là trận pháp sau cùng cửa khẩu. Cái cuối cùng, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, đi qua mấy ngày nay giao chiến, tuy nhiên ngẫu nhiên để mục oanh thay chiến đến nghỉ ngơi, nhưng vẫn là thể xác tinh thần dã rời thật nghĩ nhanh phá trận ôm chính mình nữ nhân mỹ mỹ ngủ một giấc nhóc con lão giả nói cửa ải của ta cũng không phải là chiến đấu mà chính là muốn cho ngươi một lựa chọn nhiều lựa chọn vân phi dương nói nói nghe một chút lão giả nói ta chỗ này có một loại có thể cho ngươi càng nhanh mạnh lên phương pháp ngươi hội tiếp nhận sao phương pháp gì vân phi dương nhất thời tâm động không ngừng bất luận cái gì võ giả tại nghe đến có thể nhanh chóng mạnh lên đều sẽ rất tâm động Lão giả hơi chút trầm mặc, nói chắn đứt thất tình lục dục, nhưng để ngươi trở nên càng mạnh, thậm chí đột phá đến đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương khẽ giật mình, lão giả tiện tay huy động, trong tay xuất hiện 13 chuôi lấp lóe ánh sáng lợi kiếm, nói, đây là trảm tình đoạn dục kiếm, có thể trảm rơi thất tình lục dục, ta cho ngươi nhiều lựa chọn chính là, nguyện ý chém dụng tình dục, thành tựu càng cao tầng thứ sao. Vân Phi Dương nói, ta không nguyện ý, lão giả thần sắc ngốc trệ, chính mình nói chuyện thời điểm, phóng thích ra một loại nào đó sức hấp dẫn, dù là võ giả có thể chống cự, cũng sẽ lâm vào xoắn suýt bên trong. Người trẻ tuổi kia liền cân nhắc đều không cân nhắc thì phủ quyết, cái này thực sự khó có thể tin. Nhóc con, lão giả chưa từ bỏ ý định nói, chặt đứt thất tình lục dục, không chỉ có nắm giữ càng mạnh tu vi, sẽ còn chảm cắt hết thảy phiền não, đối với võ đạo có lợi mà vô hại, người thì không chăm chú suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc, Vân Phi Dương nói, ta là một cái đại tục nhân, tham luyến thế gian tình niệm cũng có các loại dục vọng, tuyệt sẽ không chặt đứt thất tình lục dục. Thật là không cân nhắc, không cân nhắc, tốt a, à, lão giả bóng người dần dần biến mất, truyền đến bất đắc dĩ thanh âm nói, lão phu thì chưa thấy qua, tại tu vi đề cao dụ hoặc hạ, có người có thể làm đến thở ơ. Chương 2493, chương 3000 đại đạo đứng đầu. Bất luận cái gì một tên võ giả, tại đối mặt mạnh lên dụ hoặc, đều sẽ tâm động không thôi. Nhưng là, Vân Phi Dương lại lại là quả quyết cực tuyệt, vì cái gì, bởi vì hắn đã từng thì chặt đứt qua thất tình lục dục tuy nhiên tu vi đạt được đề bạt nhưng mà bởi vậy mất đi tình cảm quên hết mọi thứ về sau thật vất vả tại hạ giới đến để khôi phục để vân phi dương càng thêm chân quý vì mạnh lên chặt đứt thất tình lục dục cái này có lẽ đối người khác mà nói là to lớn dụ hoặc nhưng vân phi dương lại không có cái gì cân nhắc thân là cái cuối cùng mộ chủ thật vất vả gặp được một tên võ giả kết quả là như thế bị quả quyết cự tuyệt đầu bù phát ra lão giả rất phiền muộn biến mất hưu, tồn tại bốn phía trận pháp hàng rào bắt đầu nhược hóa, cho đến vỡ nát hư vô. Người trẻ tuổi, cẩn trọng thanh âm truyền đến, người vì sao muốn cự tuyệt. Vân Phi Dương nói, bởi vì ta đã từng chặt đứt qua thất tình lục dục, thể nghiệm khuyết điểm đi hết thảy cảm giác. Thì ra là thế, xem ra, ta thiết chí sau cùng khảo nghiệm, cũng không cho người mang đến bất cứ phiền phức gì. Mộ táng thạch tượng đại trận chân chính khảo nghiệm, cũng là sau cùng nhiều lựa chọn. Lựa chọn chặt đứt thất tình lục dục, tu vi mặc dù sẽ đề bạt, nhưng cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, khó có thể thu hoạch được bản mệnh tiên ấn. Lựa chọn cự tuyệt, liền sẽ thông qua khảo nghiệm, đạt được mộ chủ người tán thành. Nếu như Vân Phi Dương không có chặt đứt qua thất tình lục dục, không có khắc sâu thể nghiệm, có lẽ sẽ lựa chọn đồng ý, dạng này liền cùng bản mệnh tiên ấn bỏ lỡ cơ hội. Trên đời này không có nếu như, lựa chọn khác cự tuyệt, thì liền đạt được tán thành, từ đó thông qua khảo nghiệm. Người trẻ tuổi, cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến, người đã thông qua ta khảo nghiệm, liền có thể đạt được ta lưu ở nơi đây bản mệnh tiên ấn. Tuy nhiên, nghĩ một lát, nói, vật này chính là ta suốt đời thối luyện, người phải đột phá đến đại đạo huyền tiên, mới có thể đi trưởng khống. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên, còn có cảnh giới yêu cầu, thì đại biểu tồn tại mộ địa bản mệnh tiên ấn cấp bậc rất cao. Ông, ông, đột nhiên, lòng đất cung điện run rẩy kịch liệt, khu vực trung ương bàn đá đổ sụp, bày biện ra một tòa lấp lóe ánh sáng cầu thang đá. Trên bệ đá sắp xếp hộp gấm, phát ra cẩn trọng uy nghiêm khí tức trong này để đó bản mệnh tiên ấn vân phi dương gấp không thể chờ đi qua nhưng mà vừa mới dừng lại hộp gấm tự hành mở ra hiện ra đủ mọi màu sắc ánh sáng loại này ánh sáng không có công kích tính ngược lại ẩn chứa ấm cùng khí tức vân phi dương dần dần thích ứng ánh sáng cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trong hộp gấm yên tĩnh để đó một cái bao bố tử đây là bản mệnh tiên ấn không sai thanh âm truyền đến nói đây cũng là ta bản mệnh tiên ấn tên là vạn binh túi bên trong có vô số cao phẩm chất vũ khí chỉ cần ngươi có thể khống chế liền có thể tùy ý triệu hoán vân phi dương khóe miệng co giật hắn đã từng nghĩ tới đại đạo huyền tiên lưu lại bản mệnh tiên ấn nhất định sẽ là sặc sỡ lóa mắt trí bảo lại không nghĩ rằng hội nhìn qua như thế phổ thông càng phổ thông có lẽ thì càng không tầm thường đây vân phi dương tự an ủi mình chợt đem vạn binh túi cầm lên ừm đột nhiên hắn phát hiện cái túi phía dưới còn đè ép một bản ố vàng bí tịch trên đó viết đại mệnh vận vật bốn chữ. Người trẻ tuổi, thanh âm tiếp tục truyền đến, bản này ba nghìn đại đạo đứng đầu thần thông, thì làm lễ vật cho ngươi. Ba nghìn đại đạo đứng đầu thần thông, nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút hạnh phúc ngất đi. Hảo hán vũ trụ bên trong có bao nhiêu đại đạo thần thông, hắn không biết, còn về bài danh cũng không rõ ràng, nhưng đã bị mang theo thần thông đứng đầu, khẳng định không thể tầm thường so sánh A. Thực huyết tổ không tiếc hao phí tu vi cưỡng ép mở ra mộ địa, chính yếu nhất tìm chính là cái này mạnh nhất thần thông. Người trẻ tuổi, nếu như người có thể đem đại mệnh vận thuật lĩnh hội, liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, đừng nói đột phá đại đạo huyền tiên, dù là thành tựu đại đạo đỉnh phong cũng không hẳn là không thể. Thật sao, Vân Phi Dương tim đập loạn, cái này cái gọi là đại mệnh vận thuật, so vạn binh túi càng có giá trị A. Chỉ tiếc, thanh âm hơi có vẻ khổ sở nói, ta dùng cả đời lĩnh ngộ, lại cũng chỉ có thể tìm hiểu đến tiểu thành chi cảnh, nếu không sẽ không thọ nguyên hao hết mà chết kích động Vân Phi Dương, bị câu nói này hung hăng gõ một chút. Đạo hóa lão nhân thiên tư cùng thực lực khẳng định phi thường xuất sắc, hắn lĩnh hội cả một đời mới tiểu thành chi cảnh, cái này đại mệnh vận thuật sợ là phi thường cao thâm mà chắc a. À. Nếu như có thể tùy tiện tìm hiểu ra đến, làm thế nào có thể là ba nghìn đại đạo đứng đầu đây? Vân Phi Dương đem bí tịch cầm lên, hưu, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt tiêu tán, chờ Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mình đưa thân vào hảo hán vũ trụ bên trong, cách đó không xa chính là mê vụ chi cảnh vân đại ca mục oanh nói chúng ta bị truyền tống đi ra thiên viên vấn thiên còn một mặt ngây người cùng vân phi dương tách rời về sau hắn thủy trung bị vây ở thông đạo căn bản tìm không thấy cửa ra vào vân phi dương nói chủ trong mộ bản mệnh tiên ấn bị lấy đi chẳng khác nào không có giá trị cho nên cũng đem chúng ta đều cho đưa ra tới vâng không có giá trị thần bí lực lượng đem ba người bọn họ đưa sau khi ra ngoài liền lần nữa đem mộ địa phong ấn lần này phong ấn ấn là vĩnh cửu, trừ phi có người cưỡng ép lấy lực lượng phá vỡ, nếu không đoạn không lại đi vào khả năng. Thiên viên vấn thiên nói, học đệ, người tìm tới bản mệnh tiên ấn. Ừm, Vân Phi Dương cười nói, thiên viên vấn thiên cười nói, học đệ quả nhiên phúc xuyên thâm hậu. Vù vù, vừa dứt lời, hảo hán vũ trụ bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo ánh sáng, thấu phát khí tức đều đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, loại tầng thứ này cường giả, Tại trong vũ trụ rất là hiếm thấy, bây giờ đột nhiên đến nhiều như vậy, nhất định là vì bản mệnh tiên ấn. Không sai, huyết tổ đến mê vụ tri cảnh, gây nên rất hơn nửa bước cường giả chú ý, cũng nhao nhao chạy đến. Chỉ là, chậm hồng đạo từ một bước, không có thuận thế theo tiến vào mộ địa. Nếu như những thứ này nửa bước cường giả đều đi vào, tại tranh đoạt bản mệnh tiên ấn bên trên, khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Soát, một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả đầu tiên bay tới, đứng ở vân phi dương cách đó không xa lạnh lùng nói nhóc con ngươi đạt được trí bảo cái này giọng điệu phảng phất là đang thẩm vấn hỏi vân phi dương lòng sinh khó chịu nói liên quan gì đến ngươi làm càn lão giả phẫn nộ quát lớn cường thế pháp tắc chi lực gào thét mà ra hóa thành cường thế đại thủ áp xuống tới vân phi dương mới vừa nói chính mình đạt được bản mệnh tiên ấn lời nói hắn xa xa nghe được cho nên cái này nhìn như phẫn nộ công kích kỳ thực là muốn nhanh người một bước cầm xuống đối phương sau đó tới bước ra trí bảo không tốt muốn để lữ lão đạo đắc thủ sau đó mà đến cường giả thấy thế nhất thời âm thầm ảo não vừa rồi là sao không tăng thêm tốc độ để hắn đoạt trước một bước đây đứng ở trong hư không vân phi dương khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười nói đến cùng là ai tại làm càn đây vù vù khi nói chuyện quanh thân tràn ngập ra cuồng bạo pháp tác chi lực đồng dạng hóa thành đại thủ nắm tới lữ lão đạo sắc mặt đại biến nói thật mạnh pháp tác chi lực oanh đúng vào lúc này Vân Phi Dương ngừng tụ pháp tác đại thủ, trực tiếp chụp vào hắn pháp tác đại thủ bên trên, trong nháy mắt đem bóp nát. Phúc, lữ lão đạo như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, đầy dẫy tất cả đều là kinh hãi. chương 2494, Trương Đại Thiên Mệnh Thuật Lữ lão đạo sát khí đằng đằng xuất thủ, coi là có thể nhẹ nhóm cầm xuống trước mắt người trẻ tuổi, kết quả chưa từng nghĩ, bị đối phương tùy tiện phá mất pháp tắc, từ đó thương tới tự thân. Cái này, thần sắc hắn kinh hãi nói, sao làm sao có thể nguyên bản ảo não trên một bước chạy đến vô số cường giả khi nhìn đến vân phi dương phá pháp còn sau cũng là thần sắc đại biến lữ lão đạo người này đối pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm dày coi như trong lúc vội vã xuất thủ cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể phá mất a à. vân học đệ lại mạnh lên hiên viên vấn thiên nói thầm vâng vân phi dương hiện tại tu vi sao tiến vào bí cảnh trước mạnh rất nhiều dù sao thu lấy không ít đạo hóa lệnh lão ra hỏa hắn thản nhiên nói hiện tại biết là ai tại làm cản a à? Lữ lão đạo mặt mo đỏ bừng, vốn cho rằng, lấy tùy tiện giải quyết, kết quả lại bị đối phương phá chiêu, chính mình còn bị thương, mặt mũi này đánh không nên quá nhẹ. Hừ, lữ lão đạo rất nhanh tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhóc con, lão hủ vừa rồi xem thường ngươi. Vù vù, khi nói chuyện, hai tay vung lên, cường thế hơn pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến. Hiển nhiên lần này triệt để làm thật, nhưng mà, làm pháp tắc khí thức vừa mới xuất hiện, phân phi dương quanh thân hiện ra càng mạnh pháp tắc như núi kêu biển gầm áp xuống tới. Vù vù, trong khoảnh khắc, hai cỗ pháp tắc chi lực chống lại lên. Vân phi dương pháp tắc chi lực giống như nặng nề đại sơn, rất nhanh chiếm cứ ưu thế, áp chế gắt gao lữ lão đạo pháp tắc, làm hắn biến sắc lại biến. Lữ lão đạo cho là mình vừa rồi chủ quan, bị kẻ này phá mất pháp tắc. Bây giờ cảm nhận được hùng hậu pháp tắc, mới chính thức ý thức được, đối phương tại pháp tắc lĩnh ngộ phía trên mạnh hơn chính mình rất nhiều. Người kia là ai? lại có mạnh hơn lữ lão đạo đạo ý. Vô số cường giả khiếp sợ không thôi, bọn họ đều là trong vũ trụ số một số hai đứng đầu cường giả, nhưng chưa từng thấy Vân Phi Dương, cũng không biết có nhân vật tên thế này. Oanh, đúng vào lúc này, cường thế pháp tắc chi lực chen chúc mà đến, trực tiếp đem lữ lão đạo pháp tắc đánh nát. Phốc, hắn lần nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, lão ra hỏa, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, không năng lực liền mau lăn, nếu không trắng trắng mất mạng, vậy coi như không đáng. Lữ lão đạo đè ép thương thế nói, tiểu hữu thực lực cường hãn, lão hủ cam bái hạ phong. Nhận sợ, tại pháp tắc phía trên bị nhìn ép, không nhận sợ cũng không có cách nào. Nhưng là lữ lão đạo cũng không đi, mà chính là chân thành nói, lão hủ chỉ hy vọng, có thể nhìn một chút cái kia đại đạo huyền tiên còn sót lại tại bản mệnh tiên ấn. Mê vụ chi cảnh, hắn đến rất nhiều lần, nhưng đau khổ tìm kiếm, lại không tìm được, chỉ có thể lần lượt mất hứng mà về. Bây giờ đã có người đạt được, tự nhiên hy vọng có thể nhìn lên một cái, để đền bù năm đó hao phí năm tháng. Thật có lỗi, Vân Phi Dương nói, bản mệnh tiên ấn là ta, ta có quyền không cho bất luận kẻ nào nhìn. Nói đùa, chính mình nếu như lấy ra đến, câu lên bọn họ lòng tham, từ đó bị tập thể nhầm vào, vậy liền phiền muộn. Thu lấy đạo hóa lệnh Vân Đại Tiện Thần, hoàn toàn không e ngại bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng nếu như cùng vây công, vẫn là vô cùng phiền phức. Tiểu hữu lấy ra đến để cho chúng ta nhìn xem chứ sao. Một tên nửa bước cường giả cười nói, bên cạnh người còn lại nói, chúng ta vì thế vật, tại bí cảnh hao phí không ít thời gian, ngày hôm nay bị ngươi đạt được, chỉ hy vọng có thể nhìn một chút, quyển kia mệnh tiên ấn rốt cuộc là thứ gì. Tha thứ khó tòng mệnh, Vân Phi Dương thái độ rất cứng rắn, cùng lúc đó, hướng một oanh cùng hiên viên vấn thiên làm một cái ánh mắt, có rời đi nơi đây tính toán. Bản mệnh tiên ấn tới tay, còn thu hoạch được đại mệnh vận thuật, khẳng định phải mau rời khỏi, hảo hảo đi tu luyện có thể nào cùng bọn này lão ra hỏa lãng phí thời gian. Ai, mọi người lắc đầu thở dài, nếu không có kẻ này tùy tiện nhìn ép lữ lão đạo pháp tắc, bọn họ khẳng định đã sớm xuất thủ. Đương nhiên, cũng có cường giả lòng mang ý đồ xấu, âm thầm câu thông người khác, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén, từ đó đem kẻ này khống chế lại. Đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấn sức hấp dẫn quá lớn, bọn họ cư nhiên biết, Vân Phi Dương không phải người lương thiện, cũng nguyện ý mạo hiểm đi đoạt một chút. Đáng tiếc, Vân Phi Dương sẽ không để cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Lúc này thì triển đại tốc độ thuật, ra chỉ tại mục oanh cùng hiên viên vấn thiên trên thân, hóa thành ba đạo lưu quang bay khỏi mà đi. Cái tốc độ này rất nhanh, nhanh đến khi mọi người lấy lại tinh thần, đã bay ra hơn 10 quang bên trong. Đây là đại tốc độ thuật, kẻ này nắm giữ cường đại tu vi cùng thần thông, rốt cuộc là ai? Có phải hay không là Vân Phi Dương? Nghe nói vân vực dòng chính cũng rất trẻ trung, mà lại được đề cử vì bách tộc liên minh minh chủ, có lẽ thật sự là hắn. Kỳ quái, huyết tổ cùng hồng đạo tử không phải trước một bước đi vào không, là sao chỉ có kẻ này đi ra, bọn họ lại không thấy bóng dáng. Bọn này cường giả nếu như biết, huyết tổ trọng thương mà chạy, hồng đạo tử bị vân phi dương đánh thành sau khi trọng thương lại vẫn lạc, khẳng định tại vừa mới sẽ không dâng lên ăn cướp hắn suy nghĩ tới. Ai, bí cảnh bên trong tồn tại bản mệnh tiên ấn, chúng ta võ giả tìm thật lâu đều không có thể tìm tới, bây giờ bị hắn lấy đi cũng coi như cơ duyên một lòng. Nhìn lấy đã tại Tinh Không Biến mất Vân Phi Dương, chúng người không biết làm sao lắc đầu, sau đó nhao nhao tán đi. Chí bảo bị người khác lấy đi, khẳng định khó chịu. Nhưng mà không có cách, dù sao đối phương thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Đại đa số nửa bước cường giả đều nghĩ thoáng ra, bọn họ không hề chấp nhất tại quyển kia mệnh tiên ấn, mà là tiếp tục bế quan, hy vọng tại có hạn năm tháng, đột phá đến đại đạo huyền tiên. Nhưng có một phần nhỏ người lại ghi lại Vân Phi Dương, tính toán muốn hay không tiến về Viêm Hàn vực tìm cơ hội đoạt tới. Những thứ này lòng mang ý đồ số người, chủ yếu là thọ nguyên nhanh hao hết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bản mệnh tiên ấn, đến trợ chính mình đột phá đại đạo huyền tiên. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết, đạo hóa lão nhân lưu lại bản mệnh tiên ấn sẽ không giúp người đột phá cảnh giới, có thể làm được là đại mệnh vận thuật. Hưu, 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 ba đạo lưu quang, tại vô tận tinh không cực tốc mà đi. Trên đường, Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, lật ra đại mệnh vận thuật bí tịch bí tịch tờ thứ nhất viết, đại mệnh vận thuật, lại tên đại thiên mệnh thuật, chính là hảo hán vũ trụ thứ nhất thần thông, võ giả lĩnh hội có thành tựu, không chỉ có thể nhìn trộm tự thân vận mệnh, còn có thể làm được nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đột phá cao lớn hơn nói tầng thứ. Đại thiên mệnh thuật, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi, chính mình mệnh cách là thiên mệnh chọn lựa, cái này thần thông lại gọi đại thiên mệnh thuật, giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Vân Phi Dương tiếp tục xem tiếp, phía dưới viết, này thần thông tu luyện không dễ. Nếu như không có duyên phận người, nghèo cùng một chỗ sinh cũng chưa chắc có thể bước vào cánh cửa. Đạo hóa lão nhân có thể đạt tới tiểu thành chi cảnh, hẳn là có duyên phận." Vân Phi Dương nỉ non nói, "Tiếp tục xem tiếp, viết mỗi một loại thần thông đều có thích hợp nó võ giả đi tu luyện, đại mệnh vận thuật cũng không ngoại lệ. Nếu như nắm giữ thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh khó dò, thiên mệnh không thể trái ba loại mệnh cách tùy ý một, tu luyện này thần thông liền có thể làm ít công to." Vân Phi Dương đại hỉ không thôi thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, chính mình thì có nha. Ha ha, vân đại tiện thần nhếch miệng cười rộ lên, nói, vũ trụ này thứ nhất thần thông, hoàn toàn chính là vì ta chế tạo riêng. chương 2495, 1, trường đi vào chỗ tối huyết điện, võ giả nắm giữ thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, tu luyện đại thiên mệnh thuật làm ít công to. Cái này khiến vân phi dương đại hỉ không thôi, này thần thông tuyệt đối là vì chính mình chế tạo riêng, nếu như không đi tu luyện, không đi lĩnh hội, quả thực không có thiên lý A. À chỉ là làm vân phi dương tỉnh táo lại nhìn kỹ phía trên viết không khỏi kinh ngạc nói nguyên lai cùng thiên mệnh có quan hệ mệnh cách không ngừng hai loại a tại trong hiểu biết của hắn chính mình cùng lão tử bất bại một cái nắm giữ thiên mệnh chọn lựa một cái nắm giữ thiên mệnh khó dò không nghĩ tới còn có một loại thiên mệnh không thể trái mệnh cách nếu có người nắm giữ dạng này mệnh cách tư chất cùng tu vi sợ là không yếu hơn mình đi vân phi dương nỉ non nói tính toán vẫn là trước tu luyện thần thông đi ném đi hết thảy tạp niệm, Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua bí tịch, rất nhanh từ đó thu hoạch được đại mệnh vận thuật khẩu quyết. Không hổ là ba 000 đại đạo bên trong mạnh nhất thần thông. Vẹn vẹn ghi chép khẩu quyết, theo mặt chữ phía trên thì rất khó lý giải. Vân Phi Dương lưu vào trí nhớ một đoạn thời gian, nhất thời có nhìn trộm thiên thư cảm giác, sau đó cau mày nói, rất khó khăn, cũng không biết hóa lão nhân năm đó là tu luyện thế nào. Thần thông tuy nhiên huyền ảo, tuy nhiên nhìn mơ mơ màng màng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn học bằng cách nhớ, Vài ngày sau, cuối cùng rồi sẽ kỳ diệu khẩu quyết ghi lại, nhưng mà, vẻn vẹn ghi lại, văn tự nội dung hàm nghĩa một mực không hiểu. Khẩu quyết ghi lại về sau, vấn đề mới lại xuất hiện. Chính mình nên tu luyện thế nào? Vân Phi Dương nâng cầm lên, trầm tư suy nghĩ nói. Đổi lại trước kia, vô luận tu luyện vũ khí vẫn là thần thông, chỉ cần đem khẩu quyết ghi lại, hơi chút thôi diễn liền có thể tìm tới quy luật, dần dần hình thành đại tiểu chu thiên. Hiện tại thế nào, khẩu quyết tuy nhiên thuộc lầu trong lòng nhưng đối với nội dung không có chút nào hiểu căn bản không có cái gì quy luật mà theo vân phi dương chỉ có thể tiếp tục đọc qua thần thông bí tịch hy vọng từ đó tìm tới tu luyện kỹ càng chú giải đáng tiếc lật đến một trang cuối cùng cũng không có cái gì văn tự nhắc nhở phù phù vân phi dương như nhụt trí bóng cao su co quắp trên đồng cỏ bất đắc dĩ nói ta đến cùng nên tu luyện thế nào đâu tự xưng là thiên tư phi phàm hắn tại ghi lại đại thiên mệnh thuật khẩu quyết về sau mới rõ ràng ý thức được chính mình cái gọi là thiên tư, tại loại thần thông này trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Ai, đi một bước nhìn một bước đi, Vân Phi Dương cũng không có thủy chung xoắn suýt tại lĩnh hội đại thiên mệnh thuật. Dù sao loại này mạnh nhất thần thông, tu luyện độ khó khăn quá lớn, chỉ dựa vào nỗ lực không được, còn phải cần khí vận cùng thời cơ. Hắn đem tâm thần đặt ở đi đường bên trên, cũng đang phi hành hơn 10 ngày về sau, mang theo hiên viên vấn thiên cùng mục oanh thuận lợi trở về viêm hàn vực. Vân Đại ca, Lam Mục cười nói, người có thể trở về. Vân Phi Dương nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, vũ trụ còn Thái Bình A không yên ổn. Lam Mục nói, huyết Điện Phương diệt, lũ lũ xuất tay công kích bách tộc tổ địa, làm ẩm ý rất vui mừng. Vân Phi Dương nói, kết quả như thế nào? Lam Mục nhếch miệng cười nói, bị chúng ta diệt không ít. Vân Phi Dương tuyệt không ngoài ý muốn, huyết Điện tinh nhuệ phần lớn đều chết tại mê vụ chi cảnh bên ngoài, ngoại giới thành viên thực lực khẳng định không cao chính mình một tay bồi dưỡng lên huynh để cùng linh tộc đại quân nếu như khó có thể giải quyết bọn họ khẳng định gặp quỷ vân đại ca lam mục nói tại ngươi sau khi rời đi có rất nhiều tộc quần hy vọng liên minh cùng chống chọi với huyết điện vân phi dương lạnh lùng nói nói đi là đi nói đến là đến coi bách tộc liên minh là thành cái gì tại huyết tổ xâm phạm khó xử trước mắt các đại tộc vì tự thân lợi ích nhau nhau rời khỏi liên minh cái này khiến hắn rất phản cảm đương nhiên nếu như gặp phải phiền phức nên hỗ trợ giúp nhưng để bọn hắn nặng tân liên minh theo chính mình cùng đi chống lại huyết điện là tuyệt chuyện không có khả năng vân phi dương chủ yếu vẫn là lo lắng thời khắc mấu chốt những thứ này tộc quần hội không đáng tin cậy lam một cười nói liền biết phi dương ca sẽ không đồng ý để bọn hắn lâm tiền bối từng cái từ chối vân phi dương tiên niệm phóng thích bao phủ toàn bộ viêm hàn vực nói lâm tiền bối đâu lam mục nói huyết điện bị chúng ta liên tiếp diệt không ít trong khoảng thời gian này ngược lại yên tĩnh xuống lâm tiền bối cũng không chuyện làm thì lựa chọn bế quan a à, vân phi dương ứng một tiếng hắn biết huyết điện yên tĩnh tuyệt không phải là bởi vì bị diệt rất nhiều vô cùng có khả năng cùng huyết tổ có quan hệ tên kia trọng thương thời khắc lấy bí pháp đào thoát chắc phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động dưỡng như thế một cái xuất thủ thời cơ tốt trở về liên minh vân phi dương đem viêm xương bọn người triệu tập mà đến bắt đầu kế hoạch như thế nào công kích huyết điện nhưng mà dịch tiên sinh mang một cái không tốt tin tức giải tại các vực huyết điện phân đà phân đường bên ngoài cửa hàng toàn bộ đóng lại cái này rõ ràng là người được nguy hiểm theo chỗ sáng chuyển thành chỗ tối vân phi dương nhíu mày lưu giữ ở ngoài sáng huyết điện cũng không đáng sợ sợ là trốn chỗ tối bởi vì khó có thể không mò ra đối phương hội dùng thủ đoạn gì xuất thủ vì xác định tin tức là thật hay không vân phi dương bay khỏi viêm hàn vực lần lượt tiến vào đếm cái vị diện đừng nói huyết điện bên ngoài cửa hàng coi như một tên huyết điện thành viên cũng không thấy, tựa như hư không tiêu thất. Lúc trước công kích bách tộc, còn khí thế hung hung, là sao đột nhiên cuộn mình lên. Vẫn là nói huyết tổ thương thế rất nặng, vì ngăn ngừa thành viên bị hao tổn, mới không được đã để bọn hắn giấu đi. Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng không cách nào xác định, sau cùng chỉ có thể khí thác tại nằm vùng tại huyết điện phân đường đạo thân bên trên. Đáng tiếc, hóa thành quan sơn bá đạo thân, trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức gì. Bởi vì chỗ phân đường che giấu về sau, thì cấm đoán thành viên ra ngoài, mỗi ngày làm liền là cầu nguyện. Thập Bát Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a, à, vì sao muốn như vậy biệt khuất co lại từ một nơi bí mật gần đó? Vân Phi Dương dò xét y nói. Huyết Thập Bát lắc đầu nói, phía trên phát tới mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này muốn triệt để điệu thấp, không có thể tùy ý ra vào, để tránh kinh động bách tộc liên minh. Vân Phi Dương nói, Thập Bát Ca, chủ thượng không phải đi mê vụ chi cảnh bây giờ có chưa có trở về, có không có đạt được bản mệnh tiên ấn. Huyết thập bát lắc đầu nói, đây chính là bí mật, lão kata mặc dù là phó đường chủ, cũng không có quyền lợi biết. Vân Phi Dương có chừng có mực, không có tiếp tục dò xét ý, mà chính là chuyển đề tài nói, thập bát ca, huyết điện tổng bộ, khi nào mới lại phái người tới đón ta đây. Ngay từ đầu hắn không có ý định lẫn vào tổng bộ. Nhưng bây giờ huyết điện chuyển sang hoạt động bí mật, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu, đến thu hoạch càng nhiều tình báo cùng tin tức nhanh, nhanh, huyết thập bát cười nói, ta nghe nói, tổng bộ phương diện trong khoảng thời gian này tại triệu tập mỗi người chia đường phân đã ưu tú thành viên, đường chủ đã đem người báo lên, cần phải có rất lớn hy vọng được tuyển chọn. Thật sao, Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn nói, quả là như vậy, vài ngày sau, phân đường đến một đám thân phận tương đối cao quý huyết điện thành viên, nhiệm vụ bọn họ cũng là tiếp dẫn phân đường bên trong ưu tú thành viên. Nắm giữ luyện huyết tộc một phần 10 huyết mạch Vân Phi Dương, khẳng định cái thứ nhất được tuyển chọn, thậm chí lần này đến đây người phụ trách, tại đối với hắn biểu hiện phía trên còn lược có mấy phần tôn kính. chương 2496, Trương Huyết Hải Chi Cảnh Vân Phi Dương Đạo Thân Hóa Thành Quan Sơn Bá, nắm giữ một phần người huyết mạch, sớm thì kinh động huyết điện tổng bộ. Trong lúc đó, đã từng phái hai tên đại tôn giả. Kết quả người không có mang vào, hai tên đỉnh phong đế phía trên còn bị giết chết. Về sau huyết điện quy mô tiến công bách tộc tổ địa, tổng bộ phương diện cũng đem quan sơn bá cho tạm thời quên, đảm nhiệm tại phân đường theo huyết thập bát tu hành. Bây giờ chiêu mộ yếu tú huyết điện thành viên, nắm giữ cực cao huyết mạch phân phi dương, khẳng định sẽ lần nữa bị nhớ tới. Đến phân đường người phụ trách, gặp muốn tìm mục tiêu, cảm nhận được nồng đậm luyện huyết tộc khí hơi thở, nhất thời biểu hiện vô cùng tôn kính. Người này thâm thụ tổng bộ coi trọng, thậm chí tuần tự mệnh hai tên đại tôn giả tới đón đưa. Đi vào về sau, khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, chính mình tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn thấy tổng bộ sử giả, đối Vân Phi Dương biểu hiện tôn tôn kính kính, phân đường đường chủ cũng là cực dùng hết khả năng nịnh bợ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, bút tích một lát về sau, sử giả nói, quan huynh đệ, chúng ta khi nào lên đường về tổng bộ đâu. Đều lấy huynh đệ xưng hô, quan hệ này để bà tương đương nhanh a à. thì hiện tại đi, Vân Phi Dương vội vã đi tổng bộ, siêu tập có nhiều dùng tin tức. Đương nhiên, hắn càng để ý, huyết tổ trọng thương mà ra, có phải hay không như chính mình suy đoán, đang lúc bế quan liệu thương đây. Nếu như là lời nói, khẳng định phải nghĩ biện pháp lẫn vào hắn bế quan địa phương, sau đó một kiếm đem làm thịt. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Vân Phi Dương cho rằng đây là diệt trừ huyết tổ thời cơ tốt nhất. Tổng bộ phái tới sử giả chỉ huy hạ, Vân Phi Dương cùng hắn mấy tên ưu tú thành viên lên đường bay về phía tổng bộ. Tiến đưa huyết thập bát, nhìn lấy huynh đệ rời đi, nỉ non nói, lần này nếu là đến tổng bộ, quan huynh đệ khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh. Lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết sao phụ trách tiếp dẫn đại tôn giả treo, không có thể làm cho huynh đệ toại nguyện tiến vào tổng bộ. Lại nói, huyết điện tổng bộ ở nơi nào? Huyết hải chi cảnh, cái này được vinh dự thần bí trình độ gần với hồng mông chi cảnh bí cảnh, Vân Phi Dương còn chưa có đi qua, cho nên hiếu kỳ, đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Quan lão đệ, trên đường, sử giả lôi kéo làm quen nói, đợi đến huyết hải chi cảnh, nhất định muốn vận chuyển huyết chú, nếu không rất dễ dàng mất phương hướng bên trong. Hiểu rõ, Vân Phi Dương ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là kêu khổ thấu trời, bởi vì từ khi làm nằm vùng đến nay, hắn liền không có tu luyện qua huyết chú. Tiến về phân đường, tiến về một loại nào đó bí cảnh, chỉ cần gặp được cấm trận khảo nghiệm, toàn là dựa vào cường đại tu vi đến chịu đựng được. Lần này đâu, Vân Phi Dương tâm lý không có yên lòng, dù sao đây chính là huyết hải chi cảnh, huyết điện tổng bộ, tồn tại cấm trận khẳng định cực mạnh, mình coi như có thể vượt qua, cũng sợ không cẩn thận để lọt nhân bánh. Ngay tại Vân Đại Tiện Thần xoắn suýt thời điểm, sử giả cười nói, quan lão đệ nắm giữ một phần người huyết mạch, tiến vào huyết hải chi cảnh về sau, có lẽ sẽ lấy được lớn chỗ tốt đây. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương giả bộ tâm động nói. Sử giả giải thích nói, huyết hải chi cảnh bên trong tồn tại vô tận huyết hải, đối người khác mà nói, là kinh khủng nhất địa ngục, nhưng đối giác tỉnh huyết mạch chúng ta mà nói lại là cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn, đi theo mà đến ưu tú thành viên, nhao nhao vảnh tai nghe. Sử giả tiếp tục nói, bình thường giác tỉnh huyết mạch thành viên lần đầu tiến vào bí cảnh, đều sẽ trải qua một lần biển máu tẩy lễ, từ đó thối luyện thân thể cùng kinh mạch. Cái này thối luyện cường độ, quyết định bởi vu thành viên huyết mạch độ tinh khiết. Nói ngắn gọn, càng cao người được lợi lại càng lớn. Thật sao, Vân Phi Dương biểu hiện rất hưng phấn, đi theo mà đến thành viên, cũng là kích động không được. Bọn họ biết bàn về huyết mạch, chính mình so ra kém cái này quan sơn bá, nhưng trải qua biển máu tẩy lễ, dù là chỉ là đề bạt một chút xíu cũng so không tăng lên mạnh hơn a à. mà lại sử giả lại nói tổng bộ có quy định nếu như thối luyện đến thời gian nhất định có thể thu hoạch được thần huyết khen thưởng cho bao nhiêu vân phi dương ánh mắt nóng rực nói đây không phải giả bộ mà là thật tâm động dù sao có thể tăng cao tu vi máu chỉ cần có thể đạt được khẳng định không chê ít sử giả nói mỗi trống nổi một canh giờ liền sẽ cho một khỏa thần huyết không có không giới hạn vân phi dương kinh ngạc nói nếu như chống đỡ hơn 10 ngày, há không thể được đến mấy trăm khỏa thần huyết. Sử giả lắc đầu cười nói, mới vào người tại biển máu trải qua tẩy lễ, thừa nhận thời gian dài nhất cũng chỉ là 7 ngày mà thôi. Hơn 10 ngày, căn bản không thể nào, gặp hắn nói như thế quả quyết, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi, đại nhân, người giữ kỷ lục huyết mạch là bao nhiêu? Giống như ngươi, sử giả nói, một phần 10. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chúng ta tổng bộ còn có một tên một phần 10 huyết mạch người mấy tên thành viên cũng mắt trợn tròn, có thể nhìn thấy một tên mười phần huyết mạch, đối bọn hắn tới nói đều là cực khoa trương, bây giờ còn có người thứ hai tồn tại, quả thực không dám tưởng tượng. Sử giả nói, người kia không phải huyết điện thành viên, tại giác tỉnh huyết mạch về sau, phụ trách giúp đỡ phía trên làm chúc chuyện. Vân Phi Dương trước tiên muốn đến lão tử bất bại, con hàng này cũng là giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch, không có huyết điện, giúp huyết tổ làm việc, về sau bởi vì hồng mông bức tranh trở mặt mặt bị đuổi giết. Đại nhân, Vân Phi Dương thăm dò tính chất nói, đi theo chủ thượng chính là vô thượng vinh diệu, người kia là ai a, giác tỉnh huyết mạch sau không có quy thuận chúng ta huyết điện. Sử giả khó chịu nói, người kia gọi lão tử bất bại, đạo ma lão tổ Đồ Nhi. Quả nhiên, là tên kia, có thể giác tỉnh 10 phần huyết mạch, không hổ nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách, không hổ là số mệnh chi địch. Tên này tán dương lão tử bất bại thời điểm, thuận tiện đem chính mình khen một phen, dù sao hắn cũng có 10 phần huyết mạch, có không kém cỏi thiên mệnh chọn lựa mệnh cách. Quan lão đệ, sử giả cười nói, bài trừ tên kia, người nhất định có thể đánh vỡ ta huyết điện trải qua biển máu tẩy lễ kỷ lục mới. Không chỉ là hắn, chờ vân phi dương đến tổng bộ cường giả cũng đều cho rằng như thế. Thậm chí, tại biết được đối phương sắp tối huyết hải chi cảnh thời điểm, bắt đầu tranh nhau nghị luận, kẻ này có thể chống bao lâu. Theo ta thấy, ít nhất cũng phải 7 ngày, lão tử bất bại nắm giữ một phần 10 huyết mạch, có thể làm được mức độ này, ta huyết điện tự mình bồi dưỡng thành viên khẳng định chỉ mạnh không yếu. Khó mà nói, lão tử bất bại là đạo ma lão tổ đồ nhi, tư chất cùng nội tình phi thường tốt, quan sơn bá tuy nhiên nắm giữ 10 phần huyết mạch, tại võ đạo tư chất phía trên chưa chắc có hắn cao. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy, tổng bộ huyết điện cường giả làm hai phe cánh, một cái cho rằng quan sơn bá có thể phá mất lão tử bất bại kỷ lục, một cái cho rằng nhận hạn chế võ đạo tư chất rất khó làm đến. Đương nhiên, cho rằng có thể phá mất kỷ lục cường giả chiếm cứ đa số dù sao lão tử bất bại chỉ là người ngoài tên kia thành viên nhưng là theo cơ sở từng bước một trưởng thành người một nhà người một nhà nếu như bọn họ biết cái gọi là quan sơn bá thực thì vân phi dương đạo thân cũng là một cái hàng thật giá thật nằm vùng không biết có thể hay không thổ huyết mà chết quan lão đệ một mảnh vòng xoáy chỗ sử giả dừng lại nói đây cũng là huyết hải chi cảnh cửa vào theo ta đi vào đi ừm vân phi dương thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp theo cất bước mà đi cũng thầm nghĩ huyết tổ Người địa bàn, ta tới vào xem. Trường 2497, trường lúc này phải cưỡng ép trang bước. Hảo hán vũ trụ bên trong thần bí trình độ gần với hồng mông chi cảnh huyết hải bí cảnh, vân phi dương vào hôm nay đi vào. Khi hắn bước vào một khắc này, không chỉ có đại biểu tiến vào bí cảnh, còn tiến vào huyết điện tổng bộ. Không khỏi, vân đại tiện thần có chút chờ mong, chờ mong, dám cùng bách tộc chống lại tổ chức tổng bộ, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Có thể hay không rất hùng vĩ lại hoặc là cùng bọn hắn tu luyện huyết mạch một dạng, khắp nơi tràn ngập khí tức âm trầm. Thì đang tự hỏi ở giữa, Vân Phi Dương trước mắt đục ngầu khí tức trở nên rõ ràng, bày biện ra một mảnh vô tận biển lửa cảnh tượng. Người được trong không khí ngưng tụ gai mũi mùi tanh, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, tự mình nhìn đến không phải biển lửa, mà chính là không ngừng lưu động huyết dịch. Chúng nó tràn ngập trong hư không bất kỳ ngóc ngách nào, phảng phất vô tận biển rộng, khiến người ta khó có thể thấy rõ cuối đường. Dù là trải qua mưa to gió lớn Vân Phi Dương, đặt mình vào trong biển máu, người người gai mũi mùi máu tươi cũng là trong lòng một bầm. Mẹ, quá dọa người, thật đáng sợ. Qua, wow, đi theo tiến đến hắn mấy tên thành viên khó có thể chịu đựng huyết dịch mùi vị mang đến kích thích, nhao nhao nôn mửa ra. bí cảnh huyết dịch quá nhiều, mùi vị quá nồng, cho dù là bọn họ giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch cũng có được mãnh liệt khó chịu. cái này rất bình thường, phàm là lần đầu tiến vào bí cảnh thành viên đều sẽ có nôn mửa phản ứng. như thế nào mới có thể thích ứng? rất đơn giản nôn nhiều quen thuộc liền sẽ không nôn hô sử giả đứng ở trong biển máu hít một hơi thật sâu vui sướng nói vẫn là nơi này khí tức khiến người ta rất cảm thấy dễ chịu a à. vân phi dương khóe miệng hơi rút như thế buồn nôn mùi vị hắn nghe dễ chịu đến có bao nhiêu biến thái a à. sử giả năm đó lần đầu tiến vào huyết hải bí cảnh cũng là nôn hôn thiên địa ám về sau nôn quen thuộc sau thì không nôn quan lão đệ hắn cười nói các ngươi lần đầu tiến vào bí cảnh Khẳng định không thích ứng, chờ quen thuộc về sau sẽ phát hiện, đây tuyệt đối là thế gian mỹ vị. Thật sao, Vân Phi Dương giả bộ chờ mong, trong lòng liền nói cái này đều có thể ngửi thành thế gian mỹ vị, hắn nhất định có thể thích ứng hầm cầu bên trong cướp vị. Quan lão đệ, sử giả cười nói, người mới vào huyết mạch bí cảnh, có thể làm được không có chút rung động nào, thật là khiến người ta bội phục. Vân Phi Dương giả bộ sắc mặt khó coi nói, đại nhân, không dối gạt ngài nói, ta cũng là tại hưởng chống lấy. Người khác đều nôn, chính mình còn bảo trì bình tĩnh, có chút quá không đi, cho nên nhất định phải diễn một chút. Đương nhiên, không thể diễn qua, khống chế tốt trình độ là đủ. Bí cảnh chỗ sâu trong đại điện, Vân Phi Dương cùng mọi người tiến đến trong nháy mắt, nhất thời hình thành cự màn sáng lớn, phía trên bảy biện ra bọn họ hình ảnh tới. Huyết điện cường giả đều đang nhìn màn sáng, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng Thủy Trung không có phun ra, nhất thời suy đoán hắn chính là quan sơn bá không thể nghi ngờ. Lần đầu tiến vào bí cảnh, đối mặt vô tận huyết hải tản mát ra mùi vị có thể nhịn được, đủ để chứng minh kẻ này huyết mạch không tầm thường. Lúc trước lão tử bất bại tuy nhiên cũng không có nôn, nhưng sắc mặt so với hắn khó coi nhiều, đợi lát nữa biển máu tẩy lễ, có lẽ thật có thể phá mất trước mặt bảo trì kỷ lục đây. Vốn là còn nghi vấn cường giả, nhìn thấy Vân Phi Dương biểu hiện về sau, có không ít thay đổi ý nghĩ, nhận định hắn có thể phá kỷ lục. Đương nhiên cũng có nghi vấn người, cho rằng gánh vác khí thức không nôn mửa, đơn giản ỉ vào huyết mạch, biển máu tẩy lễ thì là khảo nghiệm các mặt. Quan lão đệ, sử giả tại liên tiếp vòng xoáy địa phương hơi ngưng lại, nói, đi ra một bước, liền sẽ dung thân biển máu, đến lúc đó cần phải vận chuyển huyết chú, nếu không sẽ mất phương hướng bên trong không thể tự thoát ra được. Ừm, Vân Phi Dương gật đầu nói, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cái này cái gọi là biển máu không nên quá cường thế. Hắn không phải sợ vô biên vô hạn biển máu, mà chính là sợ đi vào về sau, hội bộc lộ ra chính mình không có tu luyện qua huyết chú. Chúng ta đi, sử giả nói, Vân Phi Dương tuy nhiên đủ kiểu cố kỵ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì. Xoát, phóng ra bước đầu tiên, cả người phảng phất đi qua một loại nào đó kết giới. Vù vù, cùng lúc này cùng, phảng phất như sóng biển huyết dịch chạm mặt tới, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương liên kết với thành viên khác cùng nhau bao phủ, mang đến cực mạnh áp bách lực. Không ổn nha, Vân Đại Tiện Thần một bên biểu hiện không còn chuyện gì, một bên âm thầm vận chuyển nghịch thiên quyết cùng đạo hóa kinh đến chống đỡ cái kia cường thế áp bách lực mấy tên theo tới huyết điện thành viên ngược lại là rất nhẹ nhàng bởi vì huyết chú vận chuyển về sau cảm giác thật giống như đặt mình vào trong hải dương chính mình biến thành một con cá sử giả vung tay lên nói đi theo ta nói xong đỉnh lấy trùng điệp huyết lãng hướng chỗ càng sâu biển máu bước đi ở chỗ này cái gì cũng thấy không rõ lắm nhưng vận chuyển huyết chú thành viên có thể dựa vào tiên niệm bắt được cho nên đuổi theo sử giả tốc độ nhưng là, Vân Đại Tiện thần tại chỗ bất động, giờ phút này hắn còn tại cùng khủng bố uy áp chống lại, đừng nói bước đi liên tục khó khăn, tiên niệm đều khó mà tràn ngập ra đi. Kỳ quái, tiểu tử kia làm sao không đi? Trong đại điện cường giả từng cái ngạc nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ này nắm giữ 10 phần huyết mạch, đối với huyết chú lý giải, khẳng định xa mạnh hơn xa phổ thông thành viên, bước vào bí cảnh đặt mình vào biển máu, cần phải rất nhanh thích ứng xuống tới. Không đúng. Một tên cường giả cao mày nói, kẻ này dung nhập biển máu đến bây giờ, như là cũng không có vận chuyển huyết chú. Không sai, bên cạnh cường giả tại tỉ mỉ quan sát màn sáng về sau, ngưng trọng nói, kẻ này quanh thân ngưng tụ huyết mạch cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, rõ ràng không có vận chuyển huyết chú cùng sinh ra cộng minh. Vận chuyển huyết chú mấy tên thành viên, quanh thân bao phủ huyết dịch đều là dính sát. Trái lại Vân Phi Dương, huyết dịch cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí còn đang không ngừng bị đẩy đi ra. Đây là một cái phi thường lớn sơ hở, kỳ quái, tiểu tử này là sao không vận chuyển huyết chú, lấy hắn huyết mạch độ tinh khiết, chỉ cần hơi thi triển, liền có thể cùng huyết dịch sinh ra cộng minh. Nhìn lấy Vân Phi Dương vẫn đứng tại nguyên chỗ, cùng quanh thân huyết dịch hiện lên bài xích hình, trong đại điện cường giả rất khó hiểu. Quan lão đệ, khoảng cách gần đây sử giả vội vàng truyền âm nói, nhanh vận chuyển huyết chú a, không phải vậy ngươi sẽ lâm vào mất phương hướng. Ta cũng muốn thi triển, nhưng mẹ nó căn bản sẽ không a. Vân Phi Dương rất gấp, đồng thời ý thức được, sử giả phát hiện mình không có vận chuyển huyết chú, tồn tại bí cảnh bên trong huyết điện cường giả khẳng định cũng ý thức được. Cái này muốn bị nhìn ra sơ hở, đừng nói nằm vùng không làm được, có thể hay không an toàn trở về còn khó nói. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, lúc này, nhất định phải cưỡng ép trang bức. Vân Phi Dương âm thầm chống lại lấy huyết dịch mang đến áp lực minh mông, khóe miệng đột nhiên dơ lên mỉm cười. Ừm, tên này còn đang cười. Đại điện cường giả ngạc nhiên, Đại nhân, Vân Phi Dương bình tĩnh từ từ nói đến, ta không vận chuyển huyết chú, là muốn thể nghiệm một phen, cái này huyết hải bí cảnh đến cùng tồn tại cường đại cỡ nào lực lượng. Sử giả trừng to mắt, thân thể ở trong đại điện cường giả cũng ngây người. Không vận chuyển huyết chú, tìm hiểu trong biển máu tồn tại lực lượng, con hàng này xác định không phải tại tự ngược. Ai, Vân Phi Dương lắc đầu, vô cùng thất vọng nói, hiện tại xem ra, tồn tại bí cảnh bên trong biển máu căn bản là không có cách làm khó dễ được ta mọi người khóe miệng co giật, không vận chuyển huyết chú cưỡng ép gượng chống, còn không làm gì được hắn, làm sao nghe làm sao tại vô nghĩa a. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tại trước mắt bao người, nhanh chân mà đi, cũng ngạo nghễ nói, đại nhân, dẫn đường đi. Chương 2498, chương huyết hải tẩy lễ. Không có tu luyện huyết chú Vân Phi Dương, tiến vào vô tận huyết hải về sau, nhất thời tiếp nhận uy áp mạnh mẽ, lại bởi vì không cách nào cùng huyết dịch phù hợp, có thể nói sơ hở đại lộ. Cái này rất không ổn, nếu có người hướng hắn không có tu luyện qua huyết chú phương diện nghĩ, vậy liền phiền phức. Nhưng mà, Vân Đại Tiện Thần gặp nguy không loạn, lúc này mở ra trang bức hình thức, rất ngạo nghễ để người khác biết, chính mình không vận chuyển huyết chú, là tính toán tiếp nhận trong biển máu lực lượng. Cái này trang bức rất vẹn toàn phân, sử giả cùng quan sát màn sáng cường giả, không có đi cân nhắc hắn tại sao không vận chuyển huyết chú, mà chính là cho rằng kẻ này thật cuồng, tốt tìm đường chết huyết hải chi cảnh bên trong biển máu tồn tại vĩnh cửu, nội bộ tràn ngập cực mạnh uy áp cùng lực lượng, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không vận chuyển huyết chú, mất phương hướng bên trong còn là chuyện nhỏ, tính sơ sơ hội tại chỗ vẫn lạc. Vân Phi dương dám như thế trang bức, là bởi vì song trọng tâm pháp thi triển hạ, đã có thể chống cự ngoại giới uy áp. Sơ qua, hắn thành công chống lại khí thức lộng hành quấy rối ngạo nghế cất bước mà đi, nói, đại nhân, dẫn đường đi. Cái này, sử giả ngạc nhiên không thôi, không có vận chuyển huyết chú, có thể tại bên trong hành tàu tự nhiên, cái này thực khó mà tin được. Thân thể ở trong đại điện huyết điện cường giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ở tại bí cảnh thật lâu, vẫn là lần đầu thấy được có thành tựu viên, không vận chuyển huyết chú, có thể tại bên trong hành tàu tự nhiên. Tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nắm giữ một phần người huyết mạch duyên cỡ? Chỉ có thể giải thích như vậy, đối với Vân Phi Dương như thế thật không thể tin hành vi huyết điện cường giả chỉ có thể đem quy về huyết mạch độ tinh khiết bên trên. Quan lão đệ, sử giả cảm khái nói, ta tại tổng bộ lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nghiêu như vậy thành viên. Đại nhân quá khen, Vân Phi Dương một bên không còn chuyện gì theo ở phía sau, một bên tối buông lỏng một hơi. Qua nét mặt của sử giả đến xem, như là cũng không có đi nghi vấn chính mình tại sao không vận chuyển huyết chú. Cũng may kịp thời áp chế biển máu uy áp, nếu không, nếu như đối phương sinh ra nghi vấn, tiếp tục truy đến cùng đi xuống, chính mình cái này đạo thân thân phận khẳng định sẽ có bại lộ mạo hiểm. Nếu là huyết điện thành viên, đi vào huyết hải bí cảnh vốn hẳn nên vận chuyển huyết chú, nếu như làm không được, khẳng định sẽ bị sinh nghi. Cũng may, Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép trang bức, cưỡng ép áp chế uy áp, không chỉ có không có bại lộ thân phận, ngược lại để huyết điện cường giả lại khiếp sợ lại mừng rỡ. Chấn kinh là, một cái cơ sở đến thành viên, có thể không vận chuyển huyết chú, tại trong biển máu không còn chuyện gì đi lại. Mừng rỡ là nhương nhiệt như thế thành viên dụng tâm bồi dưỡng tiền đồ vô lượng a à. ta hiện tại vô cùng chờ mong kẻ này đến cùng có thể hay không phá mất lão tử bất bại kỷ lục không có vận chuyển huyết chú liền có thể tiếp nhận vô tận huyết hải uy áp cái này đã vượt qua tưởng tượng chờ bắt đầu huyết hải tẩy lễ không biết lại hội cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu huyết điện cường giả nhau nhao nhìn chăm chú lên màn sáng bức thiết hy vọng hắn nhanh tiến hành huyết hải tẩy lễ làm người trong cuộc phân phi dương cũng không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động bị nhìn trộm giờ phút này chính thầm nghĩ biển máu tựa như vô cùng vô tận phải chết bao nhiêu sinh linh mới có thể đạt tới loại trình độ này hắn cũng không biết huyết hải chi cảnh huyết dịch là bỗng dương ngưng tụ nhất định là từng cái sinh linh lấp đi ra đi theo sử giả mà đi vân phi dương càng cảm giác được trong biển máu uy áp đang từ từ tăng cường cũng cực độ bài xích chính mình rất bình thường không có vận chuyển huyết chú không nhận tán đồng Phân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách Lâm Tiền Bối sau khi tiến vào sẽ bại bởi huyết tổ. Trong biển máu có cường thế uy áp, bất luận cái gì không có tu luyện huyết chú võ giả tiến vào, khẳng định cần phân tâm đi chống lại. Hưu, cũng không biết tại biển máu đi bao lâu, Phân Phi Dương chỉ cảm giác mình phảng phất đi qua một loại nào đó kết giới, xuất hiện tại hư vô mờ mịt khu vực bên trong. Rõ ràng nhìn qua vô cùng vô tận, lại dễ dàng như thế đi tới, như thế đại biểu vừa rồi trong biển máu, khẳng định có một loại nào đó trận pháp gia trì. Quan lão đệ, sử giả chỉ về đằng trước nói, nơi nào chính là huyết hải tẩy lễ mảnh đất. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một mảnh đỏ thẫm biển máu khu vực, bộc lộ ra càng thêm nồng đậm gai mũi mùi tanh. Qua, wow, đi theo mà đến thành viên, lần nữa khó có thể chịu đựng nôn lên. Vân Phi Dương nói, đại nhân, tiến vào biển máu này, phải chăng muốn vận chuyển huyết chú. Sử giả nói, phía này huyết hải chỉ tại tẩy lễ thành viên huyết mạch, đi vào về sau không cần vận chuyển bất luận cái gì tâm pháp, chỉ phải thật tốt đứng đấy là được. A, à, Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, chỉ cần không vận chuyển huyết chú, thân phận của mình bại lộ khả năng thì phi thường nhỏ. Quan lão đệ, sử giả nói, người đi vào trước, vẫn là bọn hắn. Vân Phi Dương nói, ta sợ chính mình đi vào về sau, ở bên trong hội ngốc thời gian rất lâu, trước để bọn hắn đi vào đi, để tránh sốt ruột chờ. Lời này là thật cuồng a, à. không có vận chuyển huyết chú ngạnh kháng tới, tại sử giả cùng huyết điện cường giả xem ra, hắn có cuồng tư cách. Tốt a, à, các người theo trình tự tiến vào đi. Một tên ưu tú thành viên cất bước hướng đi đỏ thấm biển máu khu vực, trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Trên đường đã nghe sử giả nói qua, cái này huyết hải tẩy lễ đối với mình có chỗ tốt to lớn, nếu như chống đỡ thời gian dài, còn có thể thu hoạch được thần huyết. Soát, suy nghĩ ở giữa, cái này thành viên đã tiến vào đỏ thấm trong biển máu, một cuồn cuộn táo bạo khí tức trong nháy mắt xót nhập thể nội, cùng huyết mạch hòa làm một thể. A a a, tiếng kêu thảm thiết cũng lúc đó nhớ tới mấy tên ưu tú thành viên sắc mặt không không đại biến vân phi dương cũng nhíu mày có thể phát ra thảm liệt như vậy gọi tiếng khẳng định tiếp nhận khủng bố tra tấn sử giả giải thích nói các người tiến vào về sau sẽ bị huyết dịch quán thể tiến vào tẩy lễ hình thức quá trình này hội rất thống khổ đương nhiên chỉ cần nhẫn qua thống khổ thể nội huyết mạch trải qua tẩy lễ các ngươi cũng sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ chỗ tốt tỉ như thân thể mạnh lên huyết mạch càng tinh thuần mấy tên kinh hãi thành viên dần dần tỉnh táo lại Ánh mắt lóe ra ánh sáng, như là có hiện tại liền tiến vào biển máu trải qua tẩy lễ xúc động. Chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói tiếp nhận thống khổ, coi như sống không bằng chết, bọn họ cũng nguyện ý đi nếm thử. Mọi người đưa thân vào đỏ thấm biển máu bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi thành viên thứ nhất trải qua huyết hải tẩy lễ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hưu, tên kia đi vào thành viên bay ra ngoài, lão đảo đứng tại hư vô mờ mịt mảnh đất. Đại nhân, hắn vẫn chưa thỏa mãn nói, kết thúc sao? Ừm. Um sử giả nói người huyết mạch độ tinh khiết không đủ cao chỉ tiếp nhận nửa canh giờ liền bị đưa ra tới thành viên nhất thời uể oải không thôi tuy nhiên trải qua huyết hải tẩy lễ để hắn được ích lợi không nhỏ nhưng không có chống nổi một canh giờ chẳng khác nào không cách nào thu hoạch được thần huyết một cái xoát, một tên khác thành viên đi tới dung nhập đỏ thấm biển máu người này so trước mặt mạnh hơn một điểm tiếp nhận một canh giờ mới bị đưa ra tới không sai sử giả hài lòng nói đến tổng bộ Tiến về thần huyết đường, nhận lấy thần huyết. Đúng, tên kia thành viên hưng phấn nói. Không tiến vào trải qua huyết hải tẩy lễ thành viên, còn âm thầm cầu nguyện chính mình có thể tiếp nhận một canh giờ hoặc là cao hơn. Chương 2499, chương phá kỷ lục. Huyết hải tẩy lễ chỉ tại tẩy lễ thành viên máu trong cơ thể, từ đó đề bạt thân thể phòng ngự, tịnh hóa càng mạnh huyết mạch. Cái này đề bạt cùng tịnh hóa cường độ, quyết định bởi huyết điện thành viên tự thân huyết mạch độ tinh khiết càng mạnh người trải qua thời gian lại càng dài, trái lại thì sẽ sớm bị đưa ra ngoài. Đến tiếp sau thành viên một vừa tiến vào, có trèo chống nửa canh giờ, có trèo chống một canh giờ, cũng có đạt tới hai canh giờ. Không có đạt tới nhận lấy thần huyết yêu cầu thành viên ủ rũ, đạt tới yêu cầu, thậm chí đạt được hai khỏa, khẳng định mừng rỡ không thôi. Quan lão đệ, sử giả cười nói, đến phiên ngươi, thành viên khác đều đi qua huyết hải tẩy lễ, chỉ còn lại có chính hắn. Ừm, Vân Phi Dương cất bước mà đi hắn nhất cử nhất động khiên động trong đại điện cường giả tâm nhao nhao chuyên chú nhìn về phía màn sáng lúc trước trải qua tẩy lễ huyết điện thành viên huyết mạch đơn giản đều rất phổ thông cái này quan sơn bá nhưng là nắm giữ một phần mười huyết mạch a hắn có thể chống bao lâu có thể phá mất lão tử bất bại bảo trì kỷ lục còn là rất khó đạt tới xoát mọi người suy nghĩ thời khắc vân phi dương đã dung nhập đỏ thấm biển máu khi hắn vừa mới vừa đi vào trong nháy mắt biển máu đột nhiên kịch liệt sôi trào lên phảng phất đun sôi nước một dạng. Lại xuất hiện, năm đó lão tử bất bại sau khi tiến vào, cũng gây nên biển máu sôi trào. Xem ra, chỉ có đạt tới 10 phần huyết mạch thành viên mới sẽ khiến dị tượng như thế a. À. Huyết điện cường giả nhao nhao nghị luận, vì lúc trước mắt thấy qua loại này sôi trào cảnh tượng, bọn họ biểu hiện không phải quá kinh ngạc. Vù vù, đỏ thấm biển máu vẫn đang sôi trào, phảng phất không biết mệt mỏi. Tiếp cận, sôi trào triệu chứng càng rõ ràng, cái này huyết điện thành viên biến sắc lại biến. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn ý thức được, đỏ thấm biển máu biểu hiện ra sôi trào cường độ, đã vượt qua lão tử bất bại sau khi tiến vào biểu hiện. Vù vù, sơ qua về sau, sôi trào biển máu phảng phất hóa thành thao thiên hỏa diễm. Màn này tương đương rung động, đồng dạng là một phần mười huyết mạch, tại sao kẻ này sau khi tiến vào hiện ra triệu chứng hội mạnh hơn lão tử bất bại liệt. Đúng vậy a à, quá cổ quái, rất nhiều võ giả rất khó hiểu có người suy đoán nói, chẳng lẽ nói hắn thiên phú và tư chất cao hơn tại lão tử bất bại? đây là bọn họ cho rằng giải thích hợp lý. trên thực tế, phân phi dương tiến vào đỏ thấm biển máu, sinh ra sôi trào mạnh hơn lão tử bất bại, không phải là bởi vì tư chất, mà là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết. phải biết thu hoạch được luyện huyết tộc huyết mạch về sau, hắn từng làm qua huyết mạch chắc thí. lúc đó đưa tay dán tại chắc thí trên đá, nhất thời có cực nhẹ lòng cảm giác. Vân Phi Dương suy đoán chính mình huyết mạch độ tinh khiết sẽ phi thường cao. Vì điệu thấp, hắn tận lực áp chế, kết quả đi ra thì là một phần mười. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Phi Dương huyết mạch, nếu như không có áp chế, độ tinh khiết tuyệt không chỉ một phần 10. Đến cùng là bao nhiêu? Không có đi qua lần thứ hai chắc thí, không có toàn lực mà làm, rất khó biết chuẩn xác chỉ số. Nhưng ở đỏ thấm biển máu thì không giống nhau, đặt mình vào nơi đây huyết mạch người, sẽ không căn cứ chỉ số đến tẩy lễ, mà chính là căn cứ thành viên bên trong thân thể chân chính huyết mạch độ tinh khiết. Nói đúng là, huyết điện cường giả cho rằng Vân Phi Dương nắm giữ một phần người huyết mạch, nhưng khi hắn tiến vào đỏ thẫm biển máu về sau, trải qua tẩy lễ xa không chỉ một phần người cường độ. Vù vù, sôi trào biển máu vàng phất đạt đến cực hạn, như là nóng hổi hỏa diễm hiện ra tại trước mắt mọi người. Sử giả mắt trợn tròn, lần lượt thông qua tẩy lễ thành viên cũng mắt trợn tròn. Vân Phi Dương tiến vào biển máu về sau, trong thân thể tràn ngập đại lượng huyết dịch, đang rèn luyện luyện huyết tộc huyết mạch, cũng mang đến khó nói lên lời thống khổ. Loại thống khổ này, hoàn toàn không kém gì bị viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. A, à, Vân Phi Dương tiếp nhận sơ qua, vẫn là không nhịn được hét thảm lên. Một khắc này, linh hồn cùng thân thể, phảng phất lại trải qua bị vô số hỏa diễm đốt cháy tra tấn, tư vị đừng đề cập nhiều khó chịu. Nghe được tiếng kêu thảm thiết huyết điện cường giả, nhất thời ý thức được, hắn đã bắt đầu tiến hành huyết mạch tẩy lễ biển máu bị kích phát đến trình độ như vậy, mang đến thống khổ khẳng định sẽ càng kinh khủng. Có thể chống được tới sao? Huyết điện cường giả nghị luận, bọn họ hy vọng Vân Phi Dương có thể sống qua tới, bởi vì trải qua càng mạnh tra tấn, thì đại biểu có càng mạnh được lợi. Không sai, xác thực có rất lớn được lợi. Giờ phút này Vân Phi Dương tuy nhiên sắc mặt dữ tợn, thống khổ dị thường, nhưng bị tẩy lễ huyết dịch trở nên càng tinh thuần, nhục thân cường độ cũng lại không ngừng tăng lên. Tiếp cận, hắn có thể chịu được thống khổ, khóe miệng dơ lên mỉm cười nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái lịch luyện thân thể cùng huyết mạch cơ hội tốt. Viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa mạnh không mạnh, rất mạnh, Vân Phi Dương có thể vượt qua đến, thành tựu cuối cùng tam thiên hỏa viêm diễm chi thể. Bây giờ trải qua biển máu giống nhau trình độ tra tấn, tuy nhiên sơ kỳ mang đến cho hắn thống khổ, nhưng chờ thích ứng xuống tới thì không có vấn đề. Viêm hàn vực, là mục há hốc mồm nói, người làm sao? Đạo thân tại huyết hải chi cảnh trải qua huyết dịch tẩy lễ, Vân Phi Dương bản tôn cũng chịu ảnh hưởng, giờ phút này tóc, lông mày thậm chí da thịt đều hóa thành đỏ thấm. Không có việc gì, hắn cười nói tại trải qua một loại khảo nghiệm, là một khóe miệng co giật, đem chính mình chỉnh thành bộ dáng như vậy, cái gọi là khảo nghiệm khẳng định rất biến thái đi. Huyết hải chi cảnh, Vân Phi Dương đạo thân vẫn đặt mình vào biển máu. Bên trong thân thể luyện huyết tộc huyết mạch bị xâm nhập huyết dịch không ngừng tẩy lễ, không ngừng thăng hoa. Được lợi không chỉ là thân thể cùng huyết dịch, còn có kinh mạch, còn có ngũ tạng lục phủ, có thể nói làm đến tăng lên trên mọi phương diện. Thời gian trôi qua, trôi qua rất nhanh một canh giờ. Trong đám chìm vân phi dương đã quên ghi thời gian, chỉ hy vọng có thể tiếp nhận càng mạnh tẩy lễ cùng quẩn dục Hắn quên, huyết điện cường giả nhớ kỹ. Đương nhiên, nắm giữ một phần người huyết mạch, chống đỡ một canh giờ, đối bọn hắn mà nói cũng rất bình thường. Theo ta thấy, ít nhất lấy trời cất bước. Không sai, rất nhiều máu điện cường giả đều nhận định, quan sơn bá thân ở đỏ thấm trong biển máu, chỉ ít có thể lấy chống đỡ mấy ngày. Quả nhiên, thời gian bất chi bất xác trôi qua, trôi qua rất nhanh một ngày. Vân Phi Dương vẫn đưa thân vào đỏ thấm trong biển máu, thể nội huyết mạch bị lặp đi lặp lại tẩy lễ. Ngắn ngủi một ngày, hắn nỉ non nói, thân thể cùng kinh mạch cường độ đều có không nhỏ đề bạt, nếu như tiếp tục mấy tháng, sợ là có thể mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Mấy tháng, cái này muốn bị huyết điện cường giả biết, nhất định cho rằng điên. Đưa thân vào trong biển máu Vân Phi Dương, tiếp tục tùy ý huyết dịch không ngừng tẩy lễ. Thời gian cũng theo một ngày biến thành hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Quả thực thật đáng sợ, lúc trước trải qua tẩy lễ thành viên, từng cái sụp đổ không thôi. Bọn họ lớn nhất cao không quá mới gượng chống hơn hai canh giờ, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong vài ngày, vẫn chưa đi ra dấu hiệu, thật là quá đả kích người. Thời gian tiếp tục đi, làm Vân Phi Dương dung nhập biển máu sau sáu ngày, huyết điện cường giả nhất thời lần nữa mở ra thảo luận. Thảo luận hắn có thể hay không đạt đến lão tử bất bại trình độ, hoặc đem kỷ lục phá mất. 7 ngày, trôi qua rất nhanh, ngang hàng, hắn có thể hay không kiên trì đến 8 ngày đâu? Khó mà nói, tại mọi người chờ đợi hạ, ngày thứ 8 tiến đến. Vân Phi Dương vẫn đưa thân vào đỏ thấm biển máu, không có bị cưỡng ép đưa ra tới. Phá kỷ lục, hắn chống đến ngày thứ 8